chương 3493, ra tay, trạng thái siêu việt cực hạn. Hai đại lão tổ của rực ma nhất mạch đều là người vô cùng quyết đoán, một khi quyết định phá vòng vây, cũng không chút dây dưa dài dòng nào. Mang theo thế công hung hãn, thúc giục tốc độ nhanh chóng đánh về phía bên ngoài. Bọn họ biết rõ trong lúc loại lĩnh vực này vừa mới khởi động, là cơ hội cuối cùng cho bọn họ đào tẩu. Một khi để cho lĩnh vực triệt để hoàn thành, thậm chí là gia trì hoàn thành, ưu thế tốc độ của bọn họ sẽ triệt để không còn tồn tại, một khi bọn họ mất đi ưu thế trên phương diện tốc độ, muốn chạy trốn thì sẽ muôn vàn khó khăn. Giờ phút này lực trói buộc của lĩnh vực còn đang không ngừng tăng lên, cũng không có tới trạng thái đỉnh phong, đối với hai đại lão tổ dược ma nhất mạch đồng thời trùng kích, lực trói buộc bắt đầu yếu bớt. Nếu như là một người thì loại lực lượng trói buộc của lĩnh vực cấp bậc này vẫn có nắm chắc rất lớn vây khốn đối thủ. Thế nhưng mà hai đại lão tổ dược ma nhất tộc đồng thời trùng kích. Lực trói buộc của lĩnh vực trước khi không có đại thành, cũng có chút lực bất tòng tâm dù sao lĩnh vực này mới chỉ vừa vặn thúc giục còn chưa có đạt tới trạng thái hoàn mỹ thần điều chu tước cắn răng một cái nói ta đi ngăn cản bọn họ trong khi nói chuyện cánh chim thần điều chu tước nhoáng lên dùng độn quang rất nhanh chặn ở phía trước chân nguyên cuồn cuộn tuôn ra nguyên châu thiên hỏa đáng sợ phun ra nguyên châu thiên hỏa này trong nháy mắt đốt thành một biển lửa ngăn ở trước mặt hai lão tổ dực ma nhất mạch nguyên châu thiên hỏa một khi khuếch tán đụng chạm vào thân thể đối thủ cũng vô cùng đáng sợ cho dù là lão tổ dược ma nhất mạch cũng không dám đơn giản dùng thân thể chống cự. Nhìn thấy Nguyên Châu Thiên Hỏa cuốn tới, đều nhao nhao tránh lui. Thần thú Huyền Vũ nhìn chúng thời cơ, miệng lẩm bẩm nói, trong sát na cũng không ngừng phụt ra từng đạo sương mù, đúng là Huyền Vũ tích thi khí. Huyền Vũ tích thi khí không ngừng ăn mòn thân thể, không những vậy còn có thể công kích thần hồn. Dưới sự gia trì của thần thú Huyền Vũ, tốc độ lan tràn của Huyền Vũ tích thi khí còn nhanh hơn, trong nháy mắt đã thổi về phía hai lão tổ dược ma nhất mạch. Đáng chết, quả nhiên có mai phục, cũng may hai đại lão ma này cũng không phải là đèn cạn dầu, đối mặt với các loại nguy cơ, dùng kiến thức của bọn họ vẫn có thể thong dong đối phó. Khó khăn lắm mới dùng phương thức gian nan tránh đi khảo nghiệm của Nguyên Châu Thiên Hỏa, huyền vũ tích thi khí lại quấn tới trước mặt. Sương mù này có vấn đề, không thể động chạm vào. Diên ma lão tổ khẽ quát lên một tiếng, hai cánh chim như hai cây quạt tre khuất bầu trời, hung hăng quét qua, gió lạnh thấu xương tràn ngập thiên địa, đem quỹ tích công kích của huyền vũ tích thi khí mạnh mẽ quét ra. Tứ đại chân linh cũng thay nhau công kích HC, vốn bằng vào lực công kích của bọn họ, trừ pi là hợp lực đánh ra một kích, mới có hy vọng làm ảnh hưởng, làm suy yếu tới lão tổ ma tộc. Công kích một một, chỉ có thể hình thành uy hiếp mà thôi. Thế nhưng mà bọn họ còn cần điều khiển lĩnh vực, trước khi lĩnh vực còn chưa triệt để hoàn thành, bọn họ phải có người đi điều khiển lĩnh vực, tự nhiên không có cách nào hội đồng hợp kích. Bởi như vậy tình cảnh nhìn qua bất lợi với lão tổ ma tộc, nhưng mà trên thực tế lại khiến cho hai người này càng thong dong trùng kích lĩnh vực trói buộc. Giang Trần tiềm phục ở chỗ cao, cũng lo lắng vô cùng. Hắn cũng nhìn ra được thế cục hiện tại, dùng uy năng mà tứ đại chân linh liên thủ, đối phó với một lão tổ trong đó dư xài. Nhưng mà đồng thời đối phó với hai người, rõ ràng cũng chỉ có thể rằng co, không có cách nào hình thành áp chế. Chẳng lẽ hôm nay lại để cho hai lão ma này chạy đi hay sao? Giang Trần không cam lòng, hắn tử chân nguyên thần thức của mình một chút, nếu như ta mạnh mẽ thúc giục một kích, có lẽ không có cách nào thúc giục chúng sinh bảo giám, nhưng mà thúc giục thủy hỏa chân long tác hoặc là đại lưu ly li quang chản có lẽ có thể miễn cưỡng làm được. Chỉ là một khi thúc giục, thần thức ta sẽ khiêu chiến cực hạn, đến lúc đó có hậu quả thế nào, ngay cả bản thân ta cũng không rõ ràng. Tuy rằng Giang Trần đã là thần đạo tam trọng, tuy rằng thần thức cường đại hơn sa tu sĩ cùng giai, nhưng cuối cùng cũng không phải là vô cùng vô tận, dùng không kiệt. Nhất là loại chiến đấu cấp bậc này, mỗi một lần ra tay tiêu hao đều cực lớn mặc kệ diệt sát lão tổ ma tộc suy yếu ma tộc cho dù ta mạo hiểm đánh ra một kích cũng đáng giá giang trần cắn răng trong lòng bàn tay thủy hỏa chân long tác lần nữa xuất hiện giang trần hết sức chăm chú giống như muốn đem tất cả lực lượng tính mạng đều dùng vào một kích này một kích này đã chuẩn bị ra tay vậy tuyệt đối phải cam đoan trong vòng một kích đắc thủ nếu như một kích không trúng vậy chẳng khác nào sôi hỏng bỏng không thần thức giang trần triển khai toàn bộ thiên mục thần đồng lập tức tập trung vào hiện trường đem mỗi một ngóc ngách trong hiện trường quan sát kỹ. Chiến cuộc giống như được làm chậm trước mắt hắn, thu hết vào trong mắt. Thủy hỏa chân long tác, trói trời trói đất, đi. Một âm một dương, hai đạo khí lưu một xanh một đỏ hóa thành chân long, lập tức phá toái hư không nhảy vào trong vòng chiến, quang mang lóe lên đã cuốn về phía diên ma lão tổ kia. Diên ma lão tổ giờ phút này đang tập trung tinh thần trùng kích lĩnh vực trói buộc của tứ đại thần thú, đồng thời còn chống đỡ công kích đánh lén của tứ đại thần thú nhất tâm nhị dụng đã cố hết sức muốn hắn nhất tâm tam dụng hiển nhiên đã làm khó hắn cảm nhận được thủy hỏa chân long tác tới gần theo bản năng hắn muốn trốn tránh ra thế nhưng mà phạm vi khống chế của thủy hỏa chân long tác cực kỳ khoa trương hắn muốn tránh né bên này thủy hỏa chân long tác sẽ lập tức cuốn sang bên kia hắn trốn bên kia thủy hỏa chân long tác lại đi tới bên đó thủy hỏa chân long tác giống như thiên la địa võng không có để cho riêng ma lão tổ có bất kỳ khe hở nào cho dù diên ma lão tổ kia xê dịch, trốn tránh thế nào, thủy trung vẫn bị lực lượng của thủy hỏa chân long tác tập trung. khi thủy hỏa chân long tác tới gần diên ma lão tổ, giống như là ma chú cuốn lên thân thể hắn, từng vòng quang mang thủy hỏa nhanh chóng lan tràn quanh thân hắn. trong nháy mắt toàn thân diên ma lão tổ hoàn toàn bị thủy hỏa chân long tác này trói chặt, hoàn toàn không thể động đậy. một màn này khiến cho bằng ma lão tổ kinh ngạc tới ngây người. bản thân hắn trong lòng tràn ngập kinh nghi, thậm chí là sợ hãi nhìn thấy diên ma lão tổ bị bắt trong lòng hắn lập tức lo lắng vạn phần chỉ hận không thể lập tức lao ra bỏ chạy thật xa không bao giờ đối mặt với đám đối thủ này nữa đáng tiếc không có diên ma lão tổ hỗ trợ lực trùng kích lĩnh vực thoáng cái yếu đi một nửa chuyện này đối với người điều khiển lĩnh vực không thể nghi ngờ là tin tức tốt tứ đại chân linh phấn chấn tinh thần toàn lực điều khiển lĩnh vực cũng không lâu lắm hình thái hoàn mỹ của lĩnh vực kia đã triệt để được bố trí thành công một khi bố trí thành công cả không gian lĩnh vực tựa như một lao tù cho dù bằng ma lão tổ hắn trùng kích thế nào thủy trung vẫn không thể phá vỡ mảy may dù sao bằng ma lão tổ không có thần thông như xí nhật lão tổ nhưng mà giang trần giờ phút này đã triệt để suy yếu ngã xuống mặt đất hai mắt nhắm nghiền trong thức hải thức hải như biển rộng thần thức cũng đã ngày càng mơ hồ đừng nói là nhìn cuộc chiến cho dù chống đỡ cho khỏi hôn mê cũng vô cùng khó khăn cũng may chiến đấu tới lúc này có tứ đại chân linh toàn lực ứng phó đối phó với bằng ma lão tổ kia cũng đã không có gì phải lo lắng. Huống chi bản thân bằng ma lão tổ kia đã bị dọa cho sợ hãi, ý chí chiến đấu cơ hồ đã bị phá hủy hơn phân nửa. Không tới một phút đồng hồ, bằng ma lão tổ kia đã bị tứ đại chân linh đánh tan, trở thành vật hy sinh cuối cùng của trận chiến này. chương 3494, hôn mê bất tỉnh. Quang Minh Thánh Địa, trong mật thất của Giao Quang Thánh Nữ, Giang Trần đã hôn mê trọn vẹn ba ngày. Giờ phút này cách trận chiến mạo hiểm kia cũng đã qua ba ngày. Trong thời gian 3 ngày này, Quang Minh Thánh Địa và Húc Nhật Thánh Địa đều sôi trào, bởi vì hai đại quân ma tộc chiếm giữ ở hai nơi này đã biến mất toàn bộ. Dược ma nhất mạch cũng tốt, hỏa ma nhất mạch cũng vậy, không ngờ toàn bộ rút khỏi lãnh địa của hai đại thần quốc này, giống như trên lãnh địa hai đại thần quốc này có ôn dịch, làm cho trong vòng thời gian một hai ngày ngắn ngủi, bọn họ rút khỏi sạch sẽ. Cảnh này không thể nghi ngờ làm cho người hai đại thần quốc này cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Mới đầu bọn họ còn cảm thấy đây là âm mưu của ma tộc, nhưng khi đội ngũ bọn họ phái ra không ngừng đem tin tức truyền lại, bọn họ ngạc nhiên phát hiện ra mà tộc không phải đang chơi âm mưu gì mà thực sự lui lại, không thể tưởng tượng được hắn lại làm được tỷ tỷ chuyện này sao có thể? rốt cuộc hắn làm thế nào? Giao Quang Thánh nữ lúc này tâm hồn thiếu nữ run rẩy bất định, khiếp sợ không thôi. Giang Trần lấy đi sơ dương chi hỏa, nàng vẫn cảm thấy Giang Trần lấy sơ dương chi hỏa gấp rút tiếp viện cho Vĩnh Hằng Thánh địa, mang tới Vĩnh Hằng Thánh địa lại tuyệt đối không thể ngờ tới. Giang Trần này lại thực sự cầm sơ dương chi hỏa đi dụ dỗ lão tổ hỏa ma nhất mạch, lại thực sự tiêu diệt được lão tổ hỏa ma nhất mạch. Chẳng những tiêu diệt lão tổ hỏa ma nhất mạch, lại còn thuận đường tiêu diệt lão tổ rực ma nhất mạch. Nếu như không phải tứ đại chân linh bắt diên ma lão tổ kia tới đây, chỉ sợ giao quang thánh nữ sẽ không tin chuyện này. Trên thực tế, trình độ khiếp sợ của tư đồng thánh nữ cũng không chút thua kém giao quang thánh nữ, chỉ là trình độ tín nhiệm của nàng với Giang Trần rất cao cũng không cảm thấy Giang Trần vì sơ Dương chi hỏa mà tới tìm nàng, chỉ là ở sâu trong lòng nàng cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Ở sâu trong lòng nàng chỉ hy vọng Giang Trần trêu chọc lão tổ hỏa ma nhất mạch, ít nhất phải bảo vệ được tính mạng mình an toàn. Thế nhưng lại không nghĩ rằng Giang Trần thực sự làm được, vậy mà thực sự sáng tạo kỳ tích. Trong mắt hai đại thánh địa, ma tộc hoàn toàn là tồn tại không thể địch nổi, cao không thể chạm, vậy mà trong tay Giang Trần lại giống như quả hồng mềm, sờ là nát đây chính là bốn lão tổ của ma tộc a bất kể là hỏa ma nhất mạch hay là dược ma nhất mạch tùy tiện phái ra một lão tổ cũng có thể quấy cho hai đại thánh địa bọn họ không có ngày bình an mà giang trần lại bắt được tứ đại lão tổ thậm chí còn giết được ba người trong đó nói hắn không có giúp đỡ tứ đại chân linh kia là cái gì giúp đỡ như vậy thập đại thánh địa bọn họ cho dù đốt đèn lồng đi tìm cũng không tìm thấy nửa người a đến lúc này tư đồng thánh nữ mới biết được giang trần hiện tại đã đạt tới độ cao thế nào Loại độ cao này đã vượt xa trình độ thập đại thánh địa, là tồn tại mà thập đại thánh địa các nàng phải nhìn lên, thậm chí là cúng bái. Thập đại thánh địa, thập đại lão tổ trở về thì sao chứ? Đối mặt với đại thế ma tộc, thập đại thánh địa liên thủ có thể đối phó được một một mạch ma tộc đã rất không tồi rồi. Nếu như 10 mạch ma tộc đồng thời xuất động, tuyệt đối có thể một đường quét ngang, nghiền nát, thậm chí là san bằng thập đại thánh địa vạn nguyên đảo thành bình địa. 10 mạch ma tộc tuyệt đối có thực lực như vậy nhìn hỏa ma nhất mạch trước đó chiếm đón húc nhật thánh địa thế nào ha? Đó hoàn toàn là nghiền nát, nếu như không phải húc nhật thánh địa đã sớm chuẩn bị, toàn quân bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Có thể nói trình độ đáng sợ của ma tộc đã hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của bọn họ. Cho dù người thập đại thánh địa bọn họ đối với ma tộc cũng tràn ngập sợ hãi, hoàn toàn không thấy mình có thực lực có thể đối kháng với đối phương. Mà Giang Trần ngang trời xuất thế, chẳng những chứng minh ma tộc không phải là không thể chiến thắng, càng có thể nhẹ nhõm giết chết ma tộc. Loại tồn tại cường đại như vậy, các nàng sao có thể không khiếp sợ? Có thể không quỳ bái sao? Người thiên tài trẻ tuổi này trước đó còn đứng cùng một cấp độ tham dự thiên tài thi đấu với các nàng, hiện tại đã phát triển tới trình độ này. Người so với người quả thực là tức chết người A. Tỷ tỷ, sao tỷ không nói chuyện? Giao quang thánh nữ thấy ánh mắt tư đồng thánh nữ phức tạp, chỉ là vẻ mặt lại ân cần khiến cho nàng không nhịn được mà hỏi. Hiền muội muội bảo ta nói gì đây chứ? Trong đôi mắt phượng của tư đồng thánh nữ có một tia lo lắng ta chỉ hận, hận mình vô năng không thể trợ giúp Giang Huynh. Tỷ đừng ngốc như vậy, mà tộc hung hãn như thế, cao tầng thánh địa cũng bất lực. Chúng ta trẻ tuổi lấy gì để chống lại chúng cơ chứ? Giao quang thánh nữ ngược lại cũng không tự trách bản thân quá nhiều. Nói thì nói như vậy, nhưng mà muội có nghĩ tới không? Ban đầu ở bình sa đảo, Giang Huynh còn ở cấp độ không sai biệt lắm với chúng ta. Hôm nay, hắn, hắn đã trở thành người duy nhất nhân tộc trông cậy vào đối kháng ma tộc. Nói thực, ta đối với vạn huyên đảo chúng ta có chút xấu hổ. Chúng ta chiếm cứ vạn huyên đảo nhiều năm như vậy, dùng tài nguyên lớn nhất, hưởng thụ hoàn cảnh tu luyện tốt nhất, thế nhưng khi thời khắc quyết định vận mệnh chính thức tới, lại yếu đuối, không thể làm nên trò chống gì như vậy. Quả thực, những chuyện phát sinh những năm qua ở vạn huyên đảo cũng làm cho ở sâu trong lòng tư đồng thánh nữ phải nghĩ lại tất cả mọi việc. Thập đại thánh địa ở vạn huyên đảo quả thực quá tầm thường. Ít nhất so với chỗ tốt bọn họ nhận được, cống hiến mà bọn họ làm ra, Lực lượng có thể cống hiến, quả thực vô cùng ít ỏi. Được rồi, được rồi, tỷ tỷ vừa nhắc tới chuyện này cũng khiến cho muội cảm thấy mình giống như tội nhân vậy. Tỷ tỷ, muội biết rõ tỷ vừa mắt người này, nhưng mà giang trần này quả thực có bản lĩnh a. Muội nghe nói hai đại quân ma tộc chiếm giữ hai đại thần quốc đều đã lui lại. Hơn nữa còn vô cùng rối loạn, đúng vậy, thủ lĩnh hai mạch ma tộc bị chém giết, bọn chúng nhất định sẽ rối loạn. Ma tộc cũng có thân thể huyết nhục, bọn chúng cũng biết sợ tư đồng thánh nữ gật đầu nói như vậy ma tộc dường như không có đáng sợ như trong truyền thuyết sao diêu quang thánh nữ nói muội sai rồi tư đồng thánh nữ nhíu mày ma tộc không đáng sợ chỉ là ảo giác của trận chiến này giang trần tạo ra cho chúng ta mà thôi đổi lại là một người khác cho dù là thập đại thánh địa dốc toàn bộ lực lượng có thể chiến thắng được hai mạch này của ma tộc hay sao ta thấy cũng không thể nào sao quang thánh nữ im lặng không nói trong đầu nàng hiểu rất rõ Thập đại thánh địa cho dù đồng thời xuất động, đối với hai mạch này của ma tộc hơn phân nửa là thua, hơn nữa còn thua rất thảm. Tỷ tỷ à, giang trần này quả thực là quái thai. Tỷ nói xem hắn hôn mê bất tỉnh tới khi nào đây. Giao quang thánh nữ nhìn về phía mật thất đối diện, ta cũng không biết, tư đồng thánh nữ vô lực lắc đầu nói, ta hy vọng hắn có thể sớm ngày tỉnh lại, mà chiến mở ra, tương lai sẽ ngày càng thêm gian nan. Nếu như hắn hôn mê không tỉnh lại, đối với vạn huyên đảo, Đối với Thần Uyên Đại Lục cũng không phải là tin tức tốt. Ta nghe Tứ Đại Chân Linh kia nói, đại quân chủ lực của ma tộc ở Man Hoang đã điều chỉnh sách lược, định buông tha công kích cương vực khác, đem toàn quân tiến vào Vạn Uyên Đảo, chuẩn bị một lần hành động chiếm giữ Vạn Uyên Đảo, mượn Vạn Uyên Đảo làm bàn đạp tấn công cương vực nhân loại. Không thể nào, cương vực nhân loại quan trọng như vậy sao, lại để cho Vạn Uyên Đảo chúng ta trở thành bàn đạp. Chương 3495, không đề Giang Trần Lâm vào trạng thái hôn mê cũng khiến cho tứ đại chân linh vô cùng nôn nóng. Bọn họ từ trong lời nói chuyện của hai vị lão tổ dược ma nhất mạch cũng thu được tin tức quan trọng, đó chính là trong vòng 7 ngày, đại quân ma tộc sẽ tập kết ở trong vạn uyên đảo. Hiện tại đã qua 3 ngày, nói không chừng đại quân ma tộc đã bắt đầu chuẩn bị tiến quân vào vạn uyên đảo. Nếu như Giang Trần luôn hôn mê bất tỉnh, đừng nói là đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa, có thể trở lại Đông Duyên Đảo hay không cũng thực sự là một vấn đề lớn vạn nhất ma tộc triệt để phong tỏa vạn nguyên đảo không có giang trần tứ đại chân linh bọn họ cũng không có người dẫn đầu muốn bọn họ chủ trì đại cục rõ ràng cho thấy không đủ hiện tại tự nhiên bọn họ đều hy vọng giang trần sớm ngày tỉnh lại chủ trì đại cục một loạt chiến trận với ma tộc cũng khiến cho tứ đại chân linh có thu hoạch cực lớn thu hoạch phương diện vật chất thu hoạch phương diện tài nguyên quan trọng nhất là thu hoạch trên phương diện tu luyện bọn họ đều hy vọng lập tức trở về đông duyên đảo trở lại lưu ly cung, bế quan tu luyện một hồi, nhận được đột phá. Giang Trần trong lúc hôn mê, thần thức cũng không có bị dập tắt triệt để. Trái lại, Giang Trần giờ phút này trải qua ba ngày khôi phục, thần thức đã dần dần khôi phục lại sinh cơ. Nhưng mà nếu như Giang Trần không có tỉnh lại, giờ phút này trong thức hải hắn, các loại suy nghĩ kiếp trước, các loại trí nhớ lúc này đang tán loạn trong thần thức. Có lúc, hắn giống như trở lại kiếp trước, trở lại trước mặt phụ thân thiên đế, ở bên người phụ thân đọc sách, trải qua sinh hoạt bình lặng. Có lúc hắn giống như nhớ lại kiếp này, ở khổng tước Thánh Sơn cùng Hoàng Nhi nhìn tinh không vô tận. Các loại tạp niệm trong hai kiếp này quấy phá trong thức hải hắn, có đôi khi, suy nghĩ kiếp trước kiếp này, giống như hình thành hai cỗ lực lượng, hai cỗ lực lượng rằng co với nhau. Hai cỗ lực lượng dường như cũng muốn kéo Giang Trần về phía trận doanh của mình. Hai cỗ lực lượng tạo thành thế rằng co, ai cũng không nhượng bộ, ai cũng không muốn thỏa hiệp. Cứ như vậy rằng co làm cho Giang Trần Thủy Trung không tìm được đầu mối, không có cách nào tỉnh lại. Trong thần thức Giang Trần kỳ thực cũng có một điểm không linh, hy vọng mình có thể mở mắt ra, có thể tỉnh lại. Thế nhưng mà đạo thần thức này thủy chung không có cách nào đạt được quyền chủ động. Giang Trần trong lúc hôn mê kỳ thực cũng không biết, đây chính là một lần thần đạo tai kiếp mà võ giả phải trải qua. Chủ cột thân thể hắn, đường võ đạo hắn luôn rất hoàn mỹ, chuyện này khiến cho thần đạo tai kiếp trong thân thể hắn cũng không quá nổi bật. Chỉ là hắn cũng có nhược điểm nhược điểm của hắn chính là vận mệnh kiếp trước kiếp này đến nay còn chưa nhận rõ ràng vận mệnh của mình vận mệnh sinh ra vết dạn làm cho trong thần thức hắn cũng xuất hiện chuyện chưa thể nào dung hợp được tạo thành thần đạo tai kiếp đặc biệt của hắn nếu như hắn có thể tỉnh lại trận tai kiếp này chẳng khác nào an toàn vượt qua thần đạo tai kiếp này quá mạnh mẽ hắn không thể tỉnh lại mà nói đây cũng là chuyện không phải là không có khả năng lúc trước giang trần cưỡng ép phát động một lần công kích cuối cùng siêu việt cực hạn vận dụng thần thức quá độ chẳng khác nào là tự đánh mình một kích chí mạng. Một kích kia cũng khiến cho thần thức hắn suy yếu tới tận cùng, không có cách nào nhẹ nhàng điều khiển hai loại suy nghĩ đối lập của kiếp trước kiếp này như trước. Đây cũng là nguyên nhân vì sao trước giờ Giang Trần chưa thể tỉnh lại. Giai đoạn hiện tại ngay cả tứ đại thần thú cũng không có cách nào trợ giúp hắn, bởi vì bọn họ cũng không biết bệnh trạng của Giang Trần hiện tại như thế nào. Trên thực tế, tình huống thân thể của Giang Trần hiện tại cũng không có bất kỳ vấn đề gì thậm chí thân thể hắn sau khi trải qua trận chiến này lại được rèn luyện, mơ hồ còn tăng lên rất nhiều. Có thể hắn không thể nào tỉnh lại được, cũng may Giang Trần còn có một đạo thần thức không minh kia, thi thoảng sẽ nhắc nhở hắn, hắn không thể ngủ say không tỉnh, hắn không thể tùy hứng vứt bỏ tất cả như vậy. Quỹ tích vận mệnh kiếp trước kiếp này đều không cho phép hắn lười biếng. Giang Trần, Giang Trần, cái dao ma tộc sắp kề tới cổ, người còn ngủ mê không tỉnh hay sao? Trong hồn mê có một đạo thanh âm dường như đang lo lắng nói với hắn. Trần Nhi, chư thiên sụp đổ, vi phụ bị nhốt trong bí cảnh chư thiên, mấy trăm vạn năm, vi phụ đều chịu dày vò tàn nhẫn kia, lúc nào ta mới có thể đợi con tới đây. Lại có một thanh âm quen thuộc khẽ than trong đầu giang Trần. Trần ca, Trần ca, chàng đã nói cuộc đời này không rời khỏi thiếp, chàng cứ như vậy vứt bỏ thiếp, để thiếp già nua một mình hay sao? Đây dường như lại là thanh âm của Hoàng Nhi, ha ha, Ngươi là thiên tài giang trần của nhân tộc trong truyền thuyết hay sao? Đại tu sĩ thượng cổ bản lão tổ cũng đã giao thủ qua, tu sĩ có thể khiến cho ma tộc ta ăn thiệt thòi lớn, chỉ có một mình ngươi a. À. Rất tốt, rất tốt, tiểu tử, từ, từ nay về sau tính mệnh của ngươi đã nằm trong sự khống chế của bản lão tổ. Thanh âm này giang trần không biết là của ai, nhưng mà giang trần lại cảm thấy cực kỳ câu thúc, bất an. Từng đạo thanh âm giống như không ngừng xuất hiện trong thức hải giang trần, giống như từng cái roi không ngừng quất vào người giang trần. Không, ta không thể hôn mê như vậy, ta không thể bị chính mình đánh bại, ta phải tỉnh lại, phải tỉnh lại, còn có rất nhiều thứ chờ ta đi hoàn thành. Đạo thần thức tự chủ kia của Giang Trần không ngừng ám chỉ cho hắn, không ngừng cổ vũ hắn. Mơ hồ, các loại suy nghĩ của hắn chậm rãi tìm được đường, chậm rãi trở về vị trí cũ, vị trí xứng đáng của nó. Mà suy nghĩ của hắn cũng từ trạng thái hỗn độn chậm rãi rõ ràng lại. Thức hải hắn giống như một vũng nước đục ngầu, chậm rãi lắng động dơ bẩn các loại bùn cũng chậm rãi lắng động xuống dưới, chậm rãi bắt đầu trở nên thanh tịnh. Ta là Giang Trần, kiếp trước kiếp này ta đều là Giang Trần. Bất kể là vì phụ thân thiên đế hay là thân nhân bằng hiếu của ta kiếp này, ta đều là Giang Trần, ta không phải là sống vì một mình ta. Vận mệnh kiếp trước kiếp này, đều là vận mệnh của ta, vận mệnh của ta vốn nhất mạch tương thừa. Có kiếp trước, có kiếp này, có nguyên nhân, có kết quả. Tỉnh lại, tỉnh lại, ta phải tỉnh lại. Đạo thần thức tự chủ kia giống như nhận được một lực lượng thần bí nào đó ám chỉ, bắt đầu không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà những tạp niệm, những suy nghĩ kia thì giống như những tạp chất dơ bẩn lắng động, không ngừng lắng động xuống dưới. Trong lúc đó toàn thân Giang Trần run lên, như có một dòng điện truyền khắp toàn thân hắn, mà thức hải hắn hắn giờ phút này, cơ hồ tất cả tạp niệm dơ bẩn đều bị dòng điện này thanh lý sạch sẽ. Hai mắt Giang Trần đột nhiên mở ra, ánh mắt trong suốt vô cùng. Mà trong thần thức hắn, lại một quan điểm ở dây truyền phong ấn bị phá vỡ, nhoáng cái xuất hiện trước mắt hắn. Cái gì, không ngờ ta trong hôn mê đột phá thần đạo tứ trọng hay sao? Chuyện thứ nhất sau khi gian trần tỉnh lại không ngờ lại phát hiện mình đột phá. Thần đạo tứ trọng lại phá vỡ một quan điểm của dây truyền phong ấn. Ngàn vạn đầu mối của gian trần giờ phút này cũng đã lắng động xuống dưới, trong thần thức hắn, tất cả lại khôi phục bình thường. Mà rất nhiều chi tiết kiếp trước kiếp này đều trở nên càng thêm rõ ràng thần thức hắn giống như một tấm gương, rành mạch rõ ràng, có thể đem tất cả chi tiết chiếu sáng vô cùng rõ nét. Đúng rồi, ta chiến đấu với lão tổ dược ma nhất mạch, thúc dục thần thức quá độ cho nên hôn mê. Chỉ là không thể tưởng tượng được trong hôn mê lại đột phá thần đạo trung giai. Giang Trần lập tức tìm được đầu mối, chương 3496, thần đạo tứ trọng. Nhìn qua một đạo quang điểm trước mắt mình, Giang Trần biết rõ đây là một hạt trong chín hạt dây truyền phụ thân thiên đế phong ấn trong thức hải của hắn mỗi một hạt đều phong ấn một kiện bảo vật, ba hạt trước, mỗi một hạt đều phong ấn một kiện bảo vật hóa phàm. Lúc này phụ thân sẽ lưu lại một kiện bảo vật nào cho ta đây? Trong lòng Giang Trần cũng có chút chờ mong, hắn cũng không quá đặc biệt chờ mong bảo vật gì, mà những đồ vật có một chút quan hệ với phụ thân kiếp trước hắn đều không muốn bỏ qua. Dù sao kiếp trước kiếp này cách nhau thực sự quá xa xôi, xa xôi tới mức gần như không chân thực. Hắn thực sự rất muốn tìm bất kỳ tín vật nào có liên quan tới phụ thân kiếp trước để chứng minh tất cả chuyện này là chân thực. Lần này phong ấn cởi bỏ, bên trong là một kiện vũ y. Cũng là một kiện bảo vật hóa phàm, từ biểu hiện bên ngoài, vũ y cũng không có địa phương nào đặc biệt xuất chúng, thậm chí thoạt nhìn còn không chút bắt mắt nào. Chỉ là nhưng mà khi Giang Trần dùng thân thức câu thông, trong lòng lại đại chấn. Vô cấu bảo y, trong thức hải Giang Trần hiện lên bốn chữ như vậy, lập tức lĩnh ngộ được diệu dụng của vô cấu bảo y này. Vô cấu bảo y chính là lợi dụng tạo hóa thiên địa tự nhiên, cho vạn vật vô hình vô tịnh vô cấu không tăng không giảm mặc vào vô cấu bảo y này có thể ẩn giới tàng hình có thể biến mất tại chỗ có thể dừng chân bên người địch nhân làm cho địch nhân không có cách nào dò xét nếu như chỉ có những hiệu quả này cũng không có khác biệt bao nhiêu với tiềm hành phù cấp cao vô cấu bảo y này nghịch thiên nhất ở chỗ hiệu quả tàng hình nó sinh ra thật giống như triệt để bóc ngươi ra khỏi phiến hư không này biến mất hoàn toàn cho dù địch nhân ở trong hư không này khởi xướng công kích hủy thiên diệt địa người chỉ cần mặc vô cấu bảo y, tâm không dao động thì sẽ không bị bộc lộ ra, cũng không bị loại công kích này làm cho ảnh hưởng. Trừ phi đối thủ ngươi gặp phải có thể nhìn thấu vô cấu bảo y, có thể phá giải vô cấu bảo y, mới có thể khiến cho người mặc vô cấu bảo y hiện ra nguyên hình. Nếu không, đối thủ cho dù có cường đại hơn nữa cũng không có cách nào giết chết địch nhân mặc vô cấu bảo y. Phụ thân, khóc mắt sang trần nóng lên, mắt nhòe đi, hắn có thể tưởng tượng được phụ thân luyện chế những bảo vật hóa phàm này cần tốn bao nhiêu tâm huyết. Từ trượng thiên xích đến thủy hỏa chân long tác, với chúng sinh bảo giám, lại đến vô cấu bảo y này, Giang Trần rất rõ ràng, bất luận một kiện nào, rơi xuống vị diện bình thường đều là bảo vật trí cao vô thượng của vị diện này. Cho dù ném tới chư thiên đại thế giới, chỉ sợ cũng là thứ mà mỗi người đều phải tranh mua. Không thể tưởng tượng được phụ thân lại vì hắn mà chuẩn bị nhiều như vậy. Như vậy xem ra, ta từ tiền thế chuyển sinh, tuyệt đối là có nguyên nhân. Phụ thân lưu lại cho ta nhiều bảo vật như vậy, nhất định là có chờ mong lớn lao đối với vận mệnh kiếp này của ta. Trong lúc đó, Giang Trần chợt nhớ tới lúc mình hôn mê, trong thức hải dường như có một đạo thanh âm của phụ thân thiên đế, nói người đang ở trong một bí cảnh minh mông trong chư thiên thế giới, chịu dày vò khá lớn. Nói người luôn ở chỗ đó chờ hắn, chờ đứa con duy nhất của người là hắn. Chẳng lẽ nói, phụ thân cũng không có nương theo chư thiên bị nghiền nát mà vẫn lạc. Người đang đợi ta, người đang kêu gọi ta, hẳn là muốn chỉ điểm, truyền đạt cho ta gì hay sao? tâm niệm giang trần khẽ động, trong lòng lập tức nóng bỏng. Hắn có dự cảm cách thời điểm vạch trần mơ hồ thân thế kiếp trước của hắn đã ngày càng gần. Phụ thân lưu lại dây truyền phong ấn có chín hạt, nhất định còn có thêm nội dung và tin tức hữu dụng hơn nữa. Ta phải gấp rút tu luyện, tranh thủ sớm ngày đột phá thần đạo cửu trọng. Đột phá vô thượng thần vương, chứng nhân thần đạo trí tôn mới có hy vọng vạch trần huyền bí mà phụ thân lưu lại. Nếu như nói về kiếp trước, ta không thể tu luyện, không có bất kỳ hy vọng nào. Nhưng mà kiếp này vận mệnh ta tuy rằng tự mình đi từng bước tới trước, nhưng mà trong mỗi một đoạn đường sao mà không có thủ bút của phụ thân thiên đế cơ chứ. Giờ phút này Giang Trần càng thêm có động lực hơn, hắn rất rõ ràng, mình chuyển sinh tới thế giới này nhất định phải gánh nhân quả, gánh vác sứ mạng. Phải hiểu được những nhân quả này, phải sớm ngày đột phá thần đạo cửu tọng, trùng kích thần đạo trí tôn, thậm chí là khai thiên tích tiệm, tự thành một phương đại thế giới. Phụ thân, chờ con, ngày này sẽ không quá lâu đâu sau khi đột phá thần đạo tứ trọng giang trần càng cảm thấy con đường võ đạo của mình lại càng thêm bằng phẳng tiền đồ sáng lạn cảnh giới của hắn nhận thức của hắn giống như thoáng cái tăng lên rất nhiều ma tộc ma tộc thì thế nào chứ ma tộc cuối cùng chỉ là một đối thủ trong thần uyên đại lục có lẽ ma tộc chỉ là một khối đá thử vàng trên con đường trùng kích vô thượng thần đạo của ta a à? nếu như nói trước đó giang trần đối với ma tộc thủy trung ôm tâm lý kiêng kỵ như vậy giờ phút này ma tộc trong mắt hắn đã không còn quá nặng nề nữa hắn cảm thấy ma tộc chỉ là một đối thủ bình thường mà thôi. Hắn phát hiện ra, khí chất bây giờ của mình đã bắt đầu dung hợp với thân phận nhi tử thiên đế kiếp trước, góc độ nhìn vấn đề đã chậm rãi chuyển biến, chậm rãi thay vào thân phận nhi tử thiên đế, S. Trong mắt nhi tử thiên đế, ma tộc bất quá chỉ là một loại tộc trong vũ trụ vô tận. Kiếp trước trong chư thiên đại thế giới, khi rảnh sẽ có ma tộc tàn sát bừa bãi, nhưng mà từ trước tới nay ma tộc cũng không phải họa lớn trong lòng chư thiên đại thế giới. Trước mặt phụ thân thiên đế, Ma tộc tính là cái dám gì? Nói không khách khí một chút, phụ thân thiên đế trong nháy mắt có thể khiến cho căn cơ ma tộc nứt vỡ. Tiếp trước chư thiên bị nhìn nát, uy hiếp mà phụ thân thiên đế gặp phải, địch nhân mà phụ thân thiên đế gặp phải tuyệt đối không phải là ma tộc, tuyệt đối so với ma tộc còn cường hãn hơn rất nhiều. Mà tất cả chuyện này cần Giang Trần tìm hiểu, cần Giang Trần có thêm lực lượng hơn nữa, mới có tư cách đi vạch trần thần bí, hiện tại hắn đã bắt đầu bước, nhưng mà thời cơ còn chưa có thành thục a. Giang Trần đem vô cấu bảo y thu lại, trong lòng cũng an tâm hơn rất nhiều. Có vô cấu bảo y này, lúc ta và ma tộc chiến đấu không thể nghi ngờ càng tăng thêm một phần đảm bảo. Trong lòng Giang Trần tràn ngập tin tưởng, đi ra khỏi mật thất, tứ đại chân linh thấy hắn đều vui mừng không thôi. Trần Thiếu, suốt cuộc ngươi cũng tỉnh rồi. Ngươi, Trần Thiếu, ngươi đột phá rồi sao? Tứ đại chân linh cũng không phải là người hay cả kinh, nhưng mà khi nhìn thấy biến hóa kinh người của Giang Trần, bọn họ cũng giật mình không thôi giang trần biến hóa quá lớn tiến bộ cũng quá nhanh nhanh tới mức khiến cho tứ đại chân linh bọn họ khó mà chấp nhận được dù sao huyết mạch tứ đại thần thú bản thân chính là huyết mạch đỉnh tiêm trong chư thiên bọn họ có huyết mạch trí tôn như vậy tốc độ tu luyện lại bị giang trần đánh bại làm cho bọn họ sao có thể không khiếp sợ được cơ chứ giang trần mỉm cười đã làm phiền các ngươi rồi đúng rồi ta đã hôn mê mấy ngày rồi ba ngày thần điều chu tước thành thật trả lời ba ngày sao hai mắt giang trần sáng ngời. Đại quân ma tộc, trong 7 ngày tập kết ở vạn huyên đảo. Hiện tại đã qua 3 ngày, chúng ta còn có thời gian, đúng không? Thần điều giang trần gật đầu nói. Trần thiếu nếu như chậm chạp không tỉnh lại thêm 2 ngày nữa, vậy sẽ vô cùng phiền phức. Trời có mắt, ngươi tỉnh lại kịp thời, tất cả còn kịp. Đi, ngay bây giờ chúng ta sẽ đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa. Còn đi Vĩnh Hằng Thánh Địa hay sao? Thần Điêu Chu Tước có chút chấn động, hiện tại lúc này đường đi tới Vĩnh Hằng Thánh Địa có lẽ đại quân ma tộc đã chặn đường rồi a. À. Trần Thiếu, phong hiểm này ngươi đã cân nhắc qua chưa? Chương 3497, Vĩnh Hằng Thánh Địa kiên quyết. Hai đại thánh nữ nghe nói Giang Trần muốn rời khỏi, tiến về Vĩnh Hằng Thánh Địa, cũng không có cảm thấy quá ngoài ý muốn. Chỉ là ở sâu trong lòng, trong lòng các nàng có chút không nỡ. Tuy rằng thời gian ở chung với Giang Trần không nhiều, nhưng mà chỉ vẻn vẹn mấy lần tiếp xúc. Giang Trần luôn dùng biểu hiện thần kỳ chinh phục các nàng hiện tại dưới loại thế cục phi diệu này có giang trần bên người loại cảm giác ỉ lại và an toàn trong lúc vô hình tự nhiên khiến cho bọn họ có chút không nỡ nhưng mà các nàng dù là ai cũng không có mở miệng giữ lại hiển nhiên các nàng rất rõ ràng vĩnh hằng thánh địa ở trong lòng giang trần mà nói địa vị không thể nghi ngờ vượt xa bọn họ giang huynh người cứ như vậy mà đi không chào hỏi với cao tầng hai đại thánh địa hay sao đôi mắt phượng của tử đồng thánh nữ nhìn qua giang trần thôi vậy chuyện quá khẩn cấp những lễ nghi phiền phức này không cần phải chú ý a à. giang trần khoát khoát tay lại không có ý định lộ diện nếu như là quang minh lão tổ và húc nhật lão tổ còn ở đây có lẽ hắn còn có thể lộ diện lên tiếng kêu gọi nhưng mà hai người này và phần lớn đại quân chủ lực vạn uyên đảo đều ở chiến trường vực ngoại trừ hai vị lão tổ này ra địa vị và uy vọng của những người khác quả thực không đủ để cho giang trần đánh tiếng mời tới dù sao giữa song phương cũng không tồn tại giao tình quá sâu thấy giang trần cự tuyệt từ đồng thánh nữ có chút thất lạc than nhẹ một tiếng buồn bã nói dược ma nhất mạch và hỏa ma nhất mạch lui lại cao tầng thánh địa tới bây giờ vẫn còn chưa biết gì nguyên nhân cụ thể sợ rằng bọn họ cũng hoàn toàn không thể nào biết được nếu như ta nói chân tướng cho bọn họ bọn họ biết được giang huynh hát đi qua mà không gặp bọn họ có lẽ sẽ có một chút thất lạc a à? giang trần tiêu sát cười cười nói nhân sĩ giang hồ chúng ta trời sinh tính tình tiêu sái không có gì mà thất lạc cả đúng rồi ta vẫn nên nhắc nhở một câu, chủ lực 10 mạnh ma tộc sẽ tụ tập đại quân tập kết tại Vạn Uyên đảo. Trong tương lai, Vạn Uyên đảo sẽ càng thêm gian nan, không gian sinh tồn sẽ ngày càng hẹp. Các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt. Tư Đồng Thánh Nữ cũng đã nghe nói tứ đại chân linh nói qua chuyện này, trên mặt có chút u sầu nói. Hiện tại thập đại lão tổ thánh địa đều bị vây ở chiến trường ngoại vực. Vạn Uyên đảo cơ hồ không có người chủ trì đại cục. Đại quân chủ lực ma tộc nếu như xâm lấn quy mô lớn, vạn uyên đảo quả thực không biết nên đối phó như thế nào a à? dựa vào thực lực hiện có của vạn Nguyên đảo không có khả năng phân cao thấp với ma tộc giang trần cũng nói trắng ra cũng không có che giấu giang huynh người có ý kiến nào không tư đồng thánh nữ mang theo vài phần chờ mong hỏi nếu như hỏi ý kiến của ta ta chỉ có thể nói là tạm lánh phong mang ngữ khí giang trần chân thành không thôi tạm lánh phong mang tư đồng thánh nữ ảm đạm nói Trời đất bao la này đâu không là chỗ ma tộc tàn sát bừa bãi. Có thể tránh đi đâu được chứ? Hoặc là chiến trường vực ngoại, hội họp với chủ lực vạn nguyên đảo. Hoặc là đi Đông Duyên đảo, tương lai nơi này sẽ là địa điểm quyết đấu mấu chốt với ma tộc. Đông Duyên đảo, là đảo vực đặc biệt ngươi chữ binh hay sao? Tư đồng thánh nữ hiếu kỳ hỏi. Giang Trần gật gật đầu. Đúng vậy, tương lai quyết chiến với ma tộc, nhất định là tranh đoạt cương vực nhân loại. Vạn Nguyên đảo chính là chủ chiến trường. Tốt, Ta sẽ đem đề nghị của ngươi nói cho toàn bộ cao tầng nghe." Tư Đồng Thánh nữ cũng chăm chú gật đầu, Giang Trần cũng không hề dây dưa dài dòng, từ biệt hai vị thánh nữ, rời khỏi Húc Nhật Thánh địa. Từ Húc Nhật Thánh địa đi tới Bất Hủ Thánh địa tuy rằng vô cùng xa xôi, nhưng mà vạn nguyên đảo giờ phút này, bóng dáng ma tộc rõ ràng đã giảm đi rất nhiều. Chủ lực kim ma nhất mạch toàn bộ đã vẫn lạc, yêu ma và cự ma nhất mạch nguyên khí đại thương. Cảnh ma nhất mạch và hỏa ma nhất mạch quần long vô thủ, đã lui lại. Như vậy đội ngũ ma tộc ở trong vạn nguyên đảo thoáng cái giảm bớt đi rất nhiều. Trước khi đại quân ma tộc tụ tập ở man hoang đi tới, vạn nguyên đảo trong khoảng thời gian ngắn này sẽ yên bình. Giờ phút này Giang Trần cũng không hề dùng tinh duyến phi chu, mà sử dụng trượng thiên xích. Trượng thiên xích không đơn giản có thể tăng tốc, càng có thể ẩn chứa huyền ảo của không gian. Dùng trượng thiên xích tiến hành xuyên qua không gian, tốc độ tự nhiên càng thêm nghịch thiên. Phụ thân thiên đế lưu lại bảo vật hóa phàm cho ta, quả nhiên mỗi một kiện đều cực kỳ thần kỳ trượng thiên xích này nếu như tu vi ta càng mạnh hơn nữa. Đem uy lực nó hoàn toàn thi triển ra, chỉ sợ có thể trực tiếp tiến hành nhảy qua vị diện. Trực tiếp xóa bỏ khoảng cách giữa các vị diện với nhau, kéo gần khoảng cách thiên địa. Kiếp trước tuy rằng Giang Trần biết rõ phụ thân rất cường đại. Nhưng đến cùng phụ thân cường đại tới trình độ nào, hắn cũng không thể nào biết được rõ ràng. Hiện tại dùng bảo vật hóa phàm mà phụ thân lưu lại, hắn mới chính thức cảm nhận được phụ thân cường đại tới cỡ nào. Đã tới trình độ công đoạt tạo hóa, chỉ nói những bảo vật này, trong chư thiên, cho dù là luyện khí đại sư cao cấp nhất cũng chưa chắc có thể luyện hóa ra kiệt tác hoàn mỹ như vậy. Cũng chỉ có đế vương chư thiên đại thế giới như vậy mới có thủ bút như thế. Giờ phút này vĩnh hằng thánh địa tụ tập cơ hồ tất cường giả của chân vũ thánh địa và cửu u thánh địa. Hai đại thánh địa này cũng lục tục bại lui, nhau nhau tụ tập tại vĩnh hằng thánh địa. Mộc ma nhất mạch tàn sát bừa bãi ở hai đại thần quốc này, cơ hồ đem địa bàn của hai đại thần quốc này biến thành quỷ vực. Vốn, Tu sĩ tới từ cửu u thánh địa, khi rảnh rỗi huyết mạch Mộc Ma nhất tộc sẽ thẩm thấu vào, Mộc Ma nhất tộc vô cùng thâm độc, thông qua các loại phương pháp lèn vào trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Trong thời gian ngắn không tới nửa tháng, Mộc Ma nhất mạch bắt đầu lan tràn trong Vĩnh Hằng Thánh Địa. Cũng may lúc này Già Diệp Thần Tôn đuổi tới, mang tới giải dược của Giang Trần, mang tới Long Tiên chi thủy của Giang Trần, cùng với một chút thủ đoạn đối phó với Mộc Ma nhất mạch. Có rất nhiều giải dược của Giang Trần, cuối cùng cũng ngăn chặn nguy hại của Mộc Ma nhất mạch miến cưỡng giữ vững vị trí cơ nghiệp của vĩnh hằng thánh địa không có bị hủy mà địa bàn của vĩnh hằng thánh địa tuy rằng cũng bị mộc ma nhất mạch thẩm thấu vào lại không có toàn diện rơi vào trong tay giặc không thể không nói đây cũng là chỗ may mắn của vĩnh hằng thánh địa bởi vì an già diệp xuất hiện cùng với đám người tử sa mân tồn tại làm cho vĩnh hằng thánh địa có vài tu sĩ thần đạo như vậy mộc ma nhất mạch thông qua mộc ma cổ trùng không thể nào đả kích toàn bộ vĩnh hằng thánh địa được muốn thông qua phương thức cường công cũng không làm được song phương lâm vào trong rằng co, mộc ma nhất mạch cũng không có cách nào khác, bọn họ cảm thấy vĩnh hằng thánh địa là khối xương khó gặp nhất trong vạn nguyên đảo. Một khi gặp được, đó chính là công lao lớn không ai bị nổi. Cho nên mấy ngày nay, mộc ma nhất mạch vận dụng rất nhiều thủ đoạn, mộc ma cổ trùng chỉ là một loại trong đó mà thôi. Nhưng mà vĩnh hằng thánh địa dưới sự chỉ đạo của tu sĩ thần đạo lại kiên quyết dị thường, hoàn toàn không phải là tồn tại mà thánh địa khác có thể so sánh. Mộc ma nhất mạch bất kể lờ thâm thấu, hay là cường công, nhiều lắm chỉ có thắng có thua, luôn không thể chiếm thế thượng phong. Chứ đừng nói là áp chế vĩnh hằng thánh địa, thu được vĩnh hằng thánh địa. Chuyện này khiến cho mộc ma nhất mạch rất là căm hận. Mộc ma nhất mạch bọn họ mạnh mẽ tới mức đánh đâu thắng đó. Không gì cản nổi, lại không ngờ rằng, ở vĩnh hằng thánh địa lại bị kiềm chế lâu như vậy. Thủy Trung không có kế sách nào khả thi, chương 3498, mộc ma nhất mạch đáng sợ. Tu sĩ mộc ma nhất mạch, phương thức tu luyện vô cùng giống nhua. Có một thuộc tính thuần khiết, trên phương diện linh dược, lĩnh vực mộc thuộc tính, tu vi cực kỳ cường hãn, đại đa số đều là linh dược sư xuất sắc nhất ma tộc. Còn có một đường khác, đó là dụng độc nhất đạo, thì là một hệ đáng sợ khác trong mộc ma nhất tộc. Đương nhiên còn thứ đáng sợ hơn chính là chuyên chú sâu hơn vào lĩnh vực cổ trùng. Tu sĩ mộc ma ở lĩnh vực cổ trùng, trong đám tu sĩ mộc ma có địa vị hiển hách nhất. Đương nhiên trong mộc ma nhất mạch cũng không có được mấy người như vậy rất nhiều tu sĩ mộc ma kỳ thực một thân đều có vài loại thủ đoạn hiểu dụng độc đồng thời cũng là linh dược sư đồng thời cũng am hiểu dùng cổ trùng mộc ma nhất mạch và kim ma nhất mạch cự ma nhất mạch cũng hoàn toàn bất đồng bọn họ cũng không thích chính diện chém giết chính diện chém giết cũng không phải năng khiếu của mộc ma nhất tộc liên tục công chiếm cửu u thánh địa và chân vũ thánh địa mộc ma nhất mạch cơ hồ đạt được chỗ tốt của hai đại thánh địa này cũng khiến cho bọn họ có thu hoạch cực lớn chỉ là liên tục công chiếm hai đại thánh địa cũng làm cho mộc ma nhất mạch xuất hiện một chút tổn thương đương nhiên loại tổn thất này cũng không có làm cho bọn họ nguyên khí đại thương ít nhất mộc ma nhất mạch hiện tại hoàn toàn không có thực lực vây công vĩnh hằng thánh địa nếu như không phải gặp phải cuộc xương tương đối khó gặm là vĩnh hằng thánh địa sợ rằng hiện tại bọn họ đã hoàn toàn chiếm lĩnh địa bàn của ba đại thần quốc có thể nói xâm lấn vạn uyên đảo mộc ma nhất mạch cho tới bây giờ có chiến tích tốt nhất là nhất mạch có công lao lớn nhất nhưng mà gần đây bọn họ cũng có phiền não của mình. Bởi vì bọn họ vừa mới nhận được tin tức, thiên ma nhất mạch sắp xá lâm vạn nguyên đảo, chủ lực 10 mạch ma tộc cũng sắp triệt để tiến vào vạn nguyên đảo. Nghe nói lão tổ của thiên ma nhất mạch vô cùng bất mãn với tiến độ chiếm đóng vạn nguyên đảo. Trừ mộc ma nhất mạch ra, dường như những đồng đạo ma tộc khác tiến triển đều không quá thuận lợi. Có một ít mạch tổn thương tới gân cốt, thậm chí là toàn quân bị diệt cũng có thể nói là thời gian mộc ma nhất mạch chiếm lấy vĩnh hằng thánh địa đã không còn nhiều lắm. Nếu như không thể công chiếm, đợi đại quân chủ lực ma tộc giá lâm, khi đó sẽ không còn chuyện của bọn họ nữa. Cho nên mộc ma nhất mạch trước khi đại quân chủ lực ma tộc tới phải công chiếm được vĩnh hằng thánh địa, cướp đoạt tài nguyên của vĩnh hằng thánh địa. Vĩnh hằng thánh địa là minh chủ trong thập đại thánh địa của vạn nguyên đảo. Chắc hẳn thực lực vô cùng tốt, tài nguyên dự trữ vô cùng phong phú, nghe nói giang trần kia chính là tới từ vĩnh hằng thánh địa. Nếu như có thể bắt được tiểu tử Giang Trần kia, mộc ma nhất mạch bọn họ có thể nói là công lao hiển hách. Mộc ma nhất mạch hiện tại cũng có hai mộc ma thánh tổ tỏa chấn. Còn có vài bán thánh tổ cấp bậc bán thần, cùng với một đám đại nguyên tổ cấp bậc thiên vị, tiểu nguyên tổ cấp bậc ma đế. Dùng loại thực lực như vậy, có thể nói là vô cùng cường hãn. Ba ngày sau, nhiều nhất là ba ngày, đại quân chủ lực ma tộc dưới sự dẫn dắt của thiên ma lão tổ sẽ tiến vào vạn nguyên đảo. Ta muốn mọi người biết rõ chuyện này có ý nghĩa như thế nào một gã lão tổ vẻ mặt cổ quái trên mặt có hoa văn dùng thanh âm khàn khàn trầm thấp mở miệng nói tên lão tổ này khi nói chuyện thanh âm vô cùng kỳ lạ vừa nói giống như là một ít hầu tử tạo ra loại thanh âm khác thanh âm chi chi giống như là tầm ăn dỗi lá dâu vậy vô cùng quỷ dị vương ban đạo huynh chúng ta thu phục chân vũ thánh địa bất quá chỉ tốn ba ngày mà thôi đánh chiếm cửu u thánh địa kia cũng chỉ ba tới năm ngày vĩnh hằng thánh địa này lại tốn thời gian chúng ta lâu như vậy vẫn không chiếm được địa bàn của bọn chúng. Tiểu đệ cảm thấy không phải thực lực chúng ta không đủ mà là không có cơ hội triệt để phát huy thế mạnh ma tộc chúng ta. Không biết đạo huynh có đồng ý hay không. Người vừa mới lên tiếng một thân mặc áo xanh, Dâu tóc đều màu xanh, giống như là liễu du cành, nhất là hai cái lông mày cũng buông thóng giống như lá liễu, cực kỳ cổ quái. Người này cũng là một gã lão tổ khác trong mộc ma nhất mạch. Đạo hiệu là quỷ chi lão tổ. Quỷ chi lão tổ này cùng với vương ban lão tổ chính là người lính quân lần này của Mộc Ma Nhất Mạch. Hai người này địa vị không sai biệt lắm, trong đó tư lịch của vương ban lão tổ lớn hơn một chút, quyền nói chuyện thoáng cái chiếm chút thượng phong, nhưng mà loại ưu thế này cũng không quá lớn. Vương ban lão tổ kia, trên khuôn mặt xấu xí nở nụ cười vui vẻ, nhưng mà nụ cười này lại hết sức khó coi, so với khóc còn khó coi hơn. Vĩnh Hằng Thánh Địa này có hai tu sĩ thần đạo tỏa chấn, lại có thủ đoạn đối phó với cổ trùng của Mộc Ma Nhất Tộc chúng ta, mộc ma cổ trùng của chúng ta liên tục thẩm thấu đều mất đi hiệu lực lại nói vô cùng khó giải quyết a à. vương ban lão tổ khẽ thở dài chúng ta khi công chiếm chân vũ thánh địa và cửa u thánh địa đã hao phí ột đám nhân thủ nếu như mạnh mẽ công kích vĩnh hằng thánh địa cho dù có đắc thủ chỉ sợ cũng tổn thương không ít ta cũng vì có băn khoăn như vậy cho nên mới không có không để ý tới tất cả mà cường công a à. vương ban lão tổ tự nhiên có nỗi khổ tâm của hắn nếu như bất kể hậu quả toàn lực công kích vĩnh hằng thánh địa dùng thực lực mộc ma nhất mạch bọn họ vẫn có nắm chắc rất lớn thế nhưng mà vĩnh hằng thánh địa có giải dược có thể khắc chế được mộc ma cổ trùng nếu như tùy ý để cho mộc ma cổ trùng tàn sát bừa bãi giải dược khắc tinh có thể giết chết đại bộ phận mộc ma cổ trùng như vậy mà nói mộc ma nhất mạch bọn họ tổn thất quá lớn đào tạo mộc ma cổ trùng cũng không phải là dễ dàng nhất là những cổ trùng cường hãn năng lực sinh sôi nảy nở đều trải qua thiên truy bách luyện chết một đầu đều là tổn thất cực lớn, tổn thương, chết người đầu, là tổn thất hoàn toàn không có cách nào vãn hồi. Dù là chiếm lĩnh vĩnh hằng thánh địa, nhận được cơ hồ tất cả tài nguyên của vĩnh hằng thánh địa cũng không có cách nào đền bù tổn thất này. Dù sao mỗi một đầu cổ trùng cường hãn, có khả năng cần mấy ngàn năm, thậm chí mấy vạn năm. Một đầu cổ trùng cường án, muốn tiến hóa tới trạng thái cực cao, không có thời gian vạn năm, căn bản không đủ. Vương Ban Lão Tổ là một mẫu thể vô cùng am hiểu nuôi dưỡng cổ trùng, số lượng cổ trùng mạnh mẽ trong mẫu thể hắn số lượng nhiều vô cùng. Mà số lượng cổ trùng bình thường càng lớn tới dọa người. Nhưng mà dù vậy vương ban lão tổ cũng không muốn lấy ra mạo hiểm. Thế cục tương lai cho dù có chiếm được vĩnh hằng thánh địa, vẫn không phải là dựa vào thực lực để nói chuyện hay sao. Tương lai, quyền nói chuyện của một ma nhất mạch trong ma tộc như thế nào không phải là ngươi đã lập được bao nhiêu công lao, mà là trong tay ngươi nắm giữ bao nhiêu thực lực. Ma tộc tuy rằng cũng có luận công ban thưởng, nhưng mà tới cuối cùng đều liều thực lực thực lực ai mạnh thì sẽ xếp trước, thực lực yếu, dù là trước đó công lao người cực lớn, vậy có thể làm gì được cơ chứ? Ma tộc tôn sùng thực lực, quỷ chi lão tổ kia có chút không giống với vương ban lão tổ. Đường đi của hắn chỉ dùng độc, là thao túng thực vật, là lĩnh vực những linh dược kia. Nhưng mà quỷ chi lão tổ đối với cách bảo tồn thực lực của vương ban lão tổ lại không cho là đúng. Đạo huynh, người cũng vừa nói rồi đó, ba ngày sau đại quân ma tộc sẽ tập hợp, cũng có thể nói là ba ngày này là cơ hội cuối cùng của chúng ta. Trên đường đi chúng ta công phá hai đại thần quốc, thế như trẻ tre, vĩnh hằng thánh địa này mặc dù có tu sĩ thần đạo tỏa chấn, nhưng mà không có mạnh tới mức khiến cho chúng ta vô kế khả thi A. À. Theo ta thấy, chúng ta vẫn nên dứt khoát một chút, bớt tính toán một chút. Nói thẳng ra, người phái ra đại quân cổ trùng, ta dùng thần thông một hệ phối hợp, toàn diện xâm lấn vĩnh hằng thánh địa, tranh thủ công phá vĩnh hằng thánh địa. Trường 3499 Tham Nhiệm trong mộc ma nhất mạch cũng tồn tại một ít phe phái lợi ích. Vương ban lão tổ và quỷ chi lão tổ này cũng không phải thực sự hòa hợp êm thấm. Chỉ là bọn họ bình thường vì lợi ích cộng đồng của mộc ma nhất tộc mà tranh đoạt, chưa từng có xé rách ra mặt, trên đại cục vẫn tương đối lý trí. Sở dĩ không có thừa hơi thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa đương nhiên là bởi vì trình độ cường hãn của Vĩnh Hằng Thánh Địa đã viễn siêu hai đại thánh địa khác. Một mặt khác, cũng thực sự là giữa hai đại lão tổ này, ai cũng không muốn hy sinh quá lớn nếu như bọn họ muốn không để ý tới tất cả toàn lực ứng phó dù có an giả diệp hỗ trợ vĩnh hằng thánh địa cũng tuyệt đối không gánh nổi giải dược tuy rằng có thể đề phòng cổ trùng kia thẩm thấu vào nhưng mà số lượng giải dược cũng không đủ để một phần vĩnh hằng thánh địa dùng một khi vương ban lão tổ phái ra tất cả cổ trùng toàn diện xâm nhập chỉ sợ vĩnh hằng thánh địa này cũng không chịu nổi nhiều giải dược hơn nữa cũng không có khả năng đề phòng tất cả cổ trùng một khi trong nội bộ vĩnh hằng thánh địa xuất hiện dạn nước ngay cả giải dược cũng phân phối không đều, bọn họ hoàn toàn có biện pháp thừa dịp đối phương hoảng loạn, một lần hành động công phá Vĩnh Hằng Thánh Địa. Thế nhưng vấn đề ở chỗ, Vương Ban lão tổ cũng không nguyện ý hy sinh quá lớn như vậy, chỉ vì thu phục được một Vĩnh Hằng Thánh Địa, vạn nhất hắn vì thu phục Vĩnh Hằng Thánh Địa mà khiến cho thực lực của mình giảm lớn, không có cách khôi phục, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng tới địa vị của hắn tại ma tộc sau này. Thậm chí còn ảnh hưởng tới mục ma nhất mạch bọn họ tham dự vào việc phân chia lợi ích cả thần uyên đại lục. Nếu nói khối thịt mỡ trong Thần Uyên Đại Lục, tự nhiên là cương vực nhân loại. Cương vực nhân loại có nhiều tông môn thượng cổ như vậy, có bao nhiêu tài nguyên chưa thể đào móc ra chứ? Trận chiến thượng cổ ấy, Ma tộc ở Thần Uyên Đại Lục cũng gặp được đối thủ lớn nhất, cũng là nhân tộc. Cuối cùng trong trận quyết đấu giữa Ma tộc và nhân tộc, cả hai bên lưỡng bại câu thương. Tuy rằng nhân tộc phong ấn Ma tộc, nhưng mà nhân tộc cũng phải trả một cái giá thảm trọng. Một số đông cự đầu nhân tộc vẫn lạc, địa bàn nhân tộc bị phá hỏng thậm chí có thể nói là căn cơ bị phá hủy. Nhưng mà có một điểm có thể khẳng định, những truyền thừa của các tông môn thế lực đứng đầu thượng cổ kia sẽ không vô duyên vô cớ biến mất. Bọn họ nhất định sẽ giấu ở một góc nào đó, chờ mọi người tìm kiếm ra. Đối với ma tộc mà nói, bảo vật truyền thừa nhân tộc lưu lại cùng với tài nguyên thượng cổ mới là thứ bọn chúng bức thiết muốn lấy nhất. Vương Ban lão tổ cũng không có vội vã tỏ thái độ. Hắn đang phỏng đoán, phỏng đoán đề nghị của Quỷ Chi lão tổ này rốt cuộc có bao nhiêu phần có thể thực hiện. Đạo huynh, nếu như là thánh địa khác, có lẽ không đáng để chúng ta toàn lực đánh cược một lần. Nhưng mà vĩnh hằng thánh địa này bồi dưỡng một thiên tài không ai bị kịp là Giang Trần. Căn cứ vào tin tức tình báo, Giang Trần này quật khởi vô cùng quỷ dị, ít nhất không thể dùng lẽ thường suy đoán được. Hơn nữa, cả vạn huyên đảo đều đang tán dương chiến tích của Giang Trần này. Quang mang trên người tiểu tử Giang Trần này rất nhiều, thiên tài võ đạo, thiên tài đan đạo, còn tinh thông trận pháp, mấu chốt nhất chính là thiên phú của hắn ở phương diện đan dược đã tới tình trạng truyền kỳ cả thần uyên đại lục từ trước tới nay chưa từng xuất hiện qua yêu nghiệt có thiên phú như vậy đúng rồi nghe nói kẻ này có vài loại đan phương rất không tầm thường cái gì mà đỉnh thiên đan cái gì mà thái nhất bổ thiên đan những đa dược này được truyền bá vô cùng kỳ diệu a à? vương ban lão tổ thở dài nếu như nghe những tin đồn này quả thực nên chộp tiểu tử này lại hảo hảo thẩm vấn một phen mộc ma nhất mạch đối với linh dược nhất là đối với linh dược, thực vật vô cùng hứng thú. Yêu ai yêu cả đường đi, bọn họ đối với lĩnh vực đan dược, cũng vô cùng có hứng thú. Đối với kỹ thuật đan dược của nhân tộc, mộc ma nhất mạch cũng vô cùng bội phục. Ở phương diện đan dược, ma tộc bởi vì điều kiện bản thân, bọn họ thường thường sẽ không có tư chất để trở thành luyện đan đại sư. Mười mạch ma tộc, tuy rằng có tất cả ưu thế, nhưng mà cuối cùng đều chú trọng tu luyện bản thân, làm cho bản thân mình vô cùng cường đại. Ở phương diện đan dược, phù lục, trận pháp, ma tộc giống như trời sinh không có thiên phú quá nổi bật. Cũng không xuất hiện qua tồn tại đặc biệt lợi hại nào. Cũng không phải ma tộc không có đan được đại sư, nhưng mà luận trình độ đan dược, chỉnh thể ma tộc so với nhân tộc mà nói, tranh lệch cực lớn. Cho nên đối với lĩnh vực đan dược, ma tộc luôn vô cùng hướng tới, bọn họ xâm lấn địa bàn nhân tộc, đa dược cũng là một nhân tố vô cùng quan trọng. Mộc ma nhất mạch, đối với mặt này quả thực có hứng thú vô cùng. Quỷ chi lão tổ kia cười hắc hắc nói, Đạo huynh cũng đã nghe ngóng được những tin tức này, nghe nói đỉnh thiên đan và thái nhất bổ thiên đan kia đều là thực, cũng không phải là bịa đặt ra. Thử nghĩ một chút mà xem, vĩnh hằng thánh địa này nếu như có những đan phương này, rơi vào trong tay mộc ma nhất mạch chúng ta, ý nghĩa lớn tới bao nhiêu a? À? Nếu như mộc ma nhất mạch bọn họ thực sự đạt được những đan phương quý giá này, đối với việc tăng lên thực lực chỉnh thể mộc ma nhất mạch tuyệt đối là không thể đo lường. Có lẽ sau 10 năm, 5 năm nhìn không ra, nhưng trăm năm, ngàn năm, vạn năm, cũng rất dễ dàng nhìn ra sự khác biệt. Nhất là đỉnh thiên đan có thể khiến cho mộc ma nhất tộc tăng lên tu vi chỉnh thể, tăng lên được bao nhiêu đây? Vương ban lão tổ cũng nghe ra được sự hấp dẫn từ trong lời nói gần nói xa của quỷ chi lão tổ. Huynh đệ, người có ý kiến gì không? Không ngại cứ nói thẳng ra. Vương ban lão tổ cười nói, đạo huynh, từ xưa tới nay ngựa không lén ăn cỏ ban đêm thì không béo, không có ai có tiền của phi nghĩa mà không giàu. Mộc ma nhất mạch chúng ta thật vất vả mới có một cơ hội như vậy nếu như vĩnh hằng thánh địa bị những đồng đạo ma tộc khác công phá những đan phương kia nhất định sẽ không rơi vào trong tay chúng ta tới lúc đó đan phương rơi vào trong tay ai quỷ mới biết được a à. ánh mắt phương ban lão tổ lập lệ áp chế không nổi sự tham lam tổng lòng làm cho tim hắn đập thình thịch chỉ nghe hắn trầm ngâm nói thu phục vĩnh hằng thánh địa chỉ sợ cũng không lấy được đan phương chúng ta muốn a à. hắc hắc cả thánh địa đều rơi vào trong tay chúng ta còn sợ không lấy được đan phương ra hay sao Quỷ chi lão tổ cũng không tin mình không lấy ra được đan phương. Cũng chưa chắc a, à, nghe nói đan phương kia là thứ độc nhất vô nhị của Giang Trần, cũng không có chia sẻ với Vĩnh Hằng Thánh Địa. Vương Bản lão tổ rốt cuộc cũng không có mất đi lý trí. Đạo huynh, quan hệ của Giang Trần và Vĩnh Hằng Thánh Địa tương đối vi diệu cũng không quá đặc biệt thân mật, nhưng mà cũng không có nghĩa là chúng ta không có cơ hội. Vĩnh Hằng Thánh Địa vẫn có mấy người có quan hệ cực kỳ mật thiết với Giang Trần. Nghe nói lần này tử sa mân tỏa chân vĩnh hằng thánh địa, lão tổ thần đạo vừa mới tấn trước kia chính là thành phần tử chung với Giang Trần. Nếu như chúng ta có thể bắt giữ tử sa mân, mượn nhờ kẻ này áp chế Giang Trần, chẳng lẽ hắn thấy chết mà không cứu sao? Ngữ khí quỷ chi lão tổ âm trầm, có thể nhìn ra được hắn đối với chuyện này đã suy nghĩ hồi lâu. Tử sa mân, vương ban lão tổ rốt cuộc cũng dục dịch, trong đầu tính toán, bỗng nhiên hắn hung hăng vỗ bàn. Tốt, chúng ta ra cho Giang Trần tiểu tử này một vấn đề, nếu như hắn không dâng ra đan phương cứu tử sa mân kia, uy tín cũng bị đả kích lớn. Người trẻ tuổi thích mua danh chuộc tiếng, nhất định sẽ không thấy chết mà không cứu A. Hai người này càng nói càng hăng say, rốt cuộc cũng có cùng mục đích. chương 3500, quy mô xâm lấn, hai đại lão tổ mộc ma nhất mạch có chung tiếng nói, cơ hồ tất cả tu sĩ của mộc ma nhất mạch bắt đầu tụ tập lại. Vĩnh Hằng Thánh Địa là minh chủ của thập đại Thánh Địa trong vạn uyên đảo, là một khối xương khó gặp. Nếu như khối xương khó gặm này chúng ta có thể gặm được, mộc ma nhất mạch chúng ta chính là mạch có công lao lớn nhất trong các mạch khi tiến vào vạn uyên đảo. Mộc ma nhất mạch chúng ta trong cuộc chiến thượng cổ công lao cũng không rõ rệt. Lần này cơ hội mộc ma nhất mạch chúng ta nổi danh đã tới rồi. Vương ban lão tổ bắt đầu làm người đứng lên cổ vũ. Quỷ chi lão tổ kia cũng mở miệng nói, ta và vương ban đạo huynh trải qua bàn bạc, đều nhất trí cảm thấy dù là phải trả một cái giá lớn cũng phải thu phục được vĩnh hằng thánh địa mà thu phục được vĩnh hằng thánh địa, hồi báo chúng ta nhận được nhất định có thể đền bù tổn thất của chúng ta. Chư vị đều là hán tử của mộc ma nhất mạch, chư vị có lòng tin, còn có mong muốn lập nhiều chiến công hiển hách cho mộc ma nhất mạch chúng ta hay không? Đem công lao của mộc ma nhất mạch chúng ta ghi vào lịch sử của ma tộc. Bất luận nhất mạch nào của ma tộc, thực chất bên trong đều có dòng máu hiếu chiến. Mộc ma nhất mạch cũng không phải là ngoài lệ, ở sâu trong lòng bọn họ đều khát vọng chiến đấu, chiến đấu cũng không đơn thuần là vì giết chóc, đối với mỗi một tu sĩ mà nói, đều là một cơ hội. Nhất là tấn công một thánh địa, chỗ tốt nhận được rất rõ ràng. Thu phục chân vũ thánh địa và cửu u thánh địa, thu hoạch của rất nhiều tu sĩ đều xa xỉ. Có một ít chiến lợi phẩm không nhìn ra, căn bản không cần nộp lên, nhận được có thể ném vào trong túi riêng bọn họ. Loại cơ hội như vậy ai cũng không muốn bỏ qua. Nhị vị lão tổ, xin hạ lệnh, chúng ta đợi ngày hôm nay kỳ thực cũng đã lâu rồi. Đúng, vĩnh hằng thánh địa thì thế nào cơ chứ? Mộc Ma Nhất Mạch chúng ta thần thông quảng đại, hai thánh địa đều có thể thu phục, còn có thể chịu chết ở chỗ bọn họ hay sao? Có nhị vị lão tổ dẫn đầu, chỉ là vĩnh hằng thánh địa, nhất định có thể một lần công phá. Đúng vậy, lúc này vĩnh hằng thánh địa cũng nên thử tư vị mộc ma cổ trùng toàn diện bộc phát. Vĩnh hằng thánh địa cho dù có giải dược thì tính sao? Số lượng giải dược của bọn họ có hạn, ta cũng không tin. Nhân thủ của vĩnh hằng thánh địa bọn họ mỗi người đều có một khỏa giải dược. Đúng nếu như rất nhiều cổ trùng của chúng ta xâm lấn toàn bộ ta cũng không tin bọn chúng có thể vượt qua được nhìn thấy các huynh đệ mộc ma nhất mạch kích động trong đầu nhị vị lão tổ cũng có chút thỏa mãn nhân tâm một lòng ý chí chiến đấu sục sôi tất cả chuyện này đều là dấu hiệu tốt vương ban lão tổ vỗ tay cười nói tốt không hổ là hán tử mộc ma nhất mạch chúng ta thu phục vĩnh hằng thánh địa trừ tài nguyên bảo khố ra ai đạt được thứ gì sẽ quy cho kẻ đó không cần nộp lên trên đương nhiên nếu như có bảo vật đan phương tuyệt đối không thể nuốt riêng. Quỷ chi lão tổ bổ sung, nói, cơ hồ tất cả bán bộ thần ma đều nhao nhao gật đầu nói. Nhị vị lão tổ xin yên tâm, chúng ta chỉ cần tài nguyên tu luyện, những thứ như đan phương, pháp trận, không thể trực tiếp dùng cho tu luyện, tự nhiên phải hiến cho nhị vị lão tổ. Để cho mộc ma nhất mạch cùng hưởng, làm lớn mạnh mộc ma nhất mạch chúng ta. Tốt, thu phục vĩnh hằng thánh địa, ta và quỷ chi đạo hữu sẽ khánh công cho mọi người đại quân mộc ma nhất mạch đánh về phía vĩnh hằng thánh địa với quy mô lớn mộc ma nhất mạch một khi toàn diện phát động thanh thế quả thực dọa người tuy rằng mộc ma nhất mạch hiện tại số lượng tu sĩ rõ ràng không bằng một phần mười nhân tộc nhưng mà tu sĩ mộc ma nhất mạch hoặc là giỏi về điều khiển cổ trùng hoặc là giỏi dụng độc hoặc là giỏi về điều khiển các loại linh dược thực vật nói ngắn lại thứ mà bọn họ am hiểu đều là thủ đoạn mà nhân tộc không quá đặc biệt am hiểu đối phó nếu như là chính diện đối kháng Dùng minh lực hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa đối kháng với ma tộc quả thực sự sai. Thế nhưng mà đối với một ít thủ đoạn phi thường, Vĩnh Hằng Thánh Địa đối kháng tương đối cố hết sức. Trước đó, Mộc Ma Nhất Mạch không có đem hết toàn lực dốc sức liều mạng với Vĩnh Hằng Thánh Địa, điều này cũng khiến cho Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với thực lực của Mộc Ma Nhất Mạch cũng không có tính toán chính xác. Một khi Mộc Ma Nhất Mạch thực sự hành động, từ trên xuống dưới Vĩnh Hằng Thánh Địa lập tức cảm thấy áp lực rất lớn. Buổi sáng cùng ngày có vài lãnh địa xuất hiện tình huống vô cùng quỷ dị những khu vực lãnh địa này bắt đầu có một đám thực vật điên cuồng sinh trưởng. Mà những thực vật vốn có, cùng dùng xu thế điên cuồng tăng lên, không ngừng tăng vọt. Trong vòng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, những lãnh địa này hoàn toàn bị các thực vật chiếm cứ, thành vương quốc của thực vật. Bị thực vật chiếm cứ cũng thôi đi, đáng sợ nhất chính là những thực vật này cũng không phải là thực vật bình thường, đại bộ phận đều có tính công kích rất mạnh, cho dù là cây liễu ngày bình thường hay nhìn thấy nhất giống như cũng đột nhiên trở nên mềm nguội, cành liễu giống như tiến hóa, trở thành hung khí giết người. Ngay cả một ít thực vật bình thường nhất đều xuất hiện tình huống biến dị, chứ đừng nói là một ít thực vật vốn cũng không tồn tại. Trong vòng thời gian nửa ngày ngắn ngủi, không biết bao nhiêu tu sĩ bị các loại thực vật công kích một cách khó hiểu, thậm chí là trực tiếp bị thực vật thôn phệ, thậm chí là hút khô tinh hoa tính mạng. Có một ít thực vật chưa rõ có tính công kích hay không, ngay khi mọi người buông lỏng cảnh giác với nó, chúng nó sẽ thông qua các loại phương thức bài tiết ra các loại độc kỳ quái có một ít là nọc độc có một ít là khói độc có một ít là kỳ độc dính liền cánh hoa cành lá có thể nói vài lãnh địa bên ngoài vĩnh hằng thần quốc hoàn toàn bị những thực vật quỷ dị này thống trị cơ hồ tất cả tu sĩ trong các lãnh địa này hoặc là bỏ chạy hoặc là vẫn lạc cơ hồ không có khả năng thứ hai những loại thực vật quỷ dị này triệt để cướp đoạt không gian sinh tồn của tu sĩ nhân tộc làm cho bọn họ hoàn toàn không có khả năng sinh tồn ở đây được Đáng sợ nhất chính là vương quốc thực vật này còn đang không ngừng đẩy mạnh xâm lấn về phía khu vực hạch tâm vĩnh hằng thánh địa, đây mới là chỗ kinh khủng nhất. Loại tình huống này tự nhiên không giấu giếm được cao tầng VSTD, D. Tử Sa Mân cũng cảm thấy sức đầu mẻ chán, giang trần phái giả diệp thần tôn mang theo giải dược đối phó với cổ trùng. Nhưng mà đối với một ít thực vật quỷ dị này cũng không có biện pháp giải quyết. Chỉ là hiện tại tất cả người của vĩnh hằng thánh địa đều trông cậy vào hắn, hắn cho dù có đau đầu thế nào cũng phải kiên trì chống đỡ. Dù sao đại quân chủ lực của Thập Đại Thánh Địa Vạn Nguyên Đảo trước mắt là viện binh không có cách nào trở lại. Nếu như bọn họ có thể chịu đựng được thì cố chịu đựng. Nếu như bọn họ không chịu được, Vĩnh Hằng Thánh Địa nhất định sẽ phải thất thủ. Gia Diệp đạo huynh, Mộc Ma nhất mạch trước đó một mực không có công kích Vĩnh Hằng Thánh Địa, vì sao hôm nay lại điên cuồng như vậy? Nguyên nhân trong này đáng giá để cân nhắc a." À, An Gia Diệp ngược lại rất là bình tĩnh, Mộc Ma nhất mạch trước đó không có công kích mạnh mẽ nhất định là có kiêng kỵ gì đó hôm nay nhất định là có nguyên nhân gì đó lại kích thích bọn họ làm cho bọn họ nguyện ý trả một cái giá lớn cũng phải thu phục được vĩnh hằng thánh địa chúng ta ai nghe đồn mộc ma nhất mạch trừ mộc ma cổ trùng ra càng am hiểu điều khiển thực vật còn am hiểu dụng độc hôm nay xem ra quả nhiên không giả gia diệp đạo huynh người kiến thức rộng rãi có biện pháp hay không an gia diệp cười khổ nói dưới gầm trời này chỉ sợ ngoài trần thiếu gia ai cũng không có cách nào theo ta phỏng đoán, Trần Thiếu có lẽ cũng sắp tới a. À. Hy vọng Trần Thiếu tới kịp, nếu không những lão gia hỏa như chúng ta không có nắm chắc được bao phần có thể chống đỡ được kiếp này hay không." Từ Sa Mân khẽ thở dài nói, trong khi nói chuyện lại có tin tức xấu truyền tới. Từ Sa lão tổ, tất cả lãnh địa phía nam có cổ trùng xâm lấn quy mô lớn. Tất cả các lãnh địa lớn, cao tầng tất cả các thế lực đều nhao nhao phát ra tiếng cầu cứu, xin chúng ta vận chuyển giải dược qua, đối kháng với cổ trùng của Mộc Ma chương 3.501, xuất đầu mẻ chán. Tử Sa Mân lập tức im lặng, nhiều giải dược, nói thật nhẹ nhõm A. Tuy rằng Giang Trần đưa cho An Già Diệp mang tới một đám giải dược, nhưng mà số lượng giải dược cũng có hạn A. Tuy rằng phương thức luyện chế Giang Trần cũng mang tới, nhưng mà dùng điều kiện hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh địa muốn luyện chế giải dược với quy mô lớn cũng không quá thực tế, cũng không có thực lực như vậy. Cho nên một bộ phận giải dược thì có thể cung ứng, nhưng mà nhiều giải dược, nhất là nếu như cổ trùng bộc phát quá lớn trong mấy lãnh địa này, không có khả năng cung ứng được quá nhiều giải dược như vậy. Bọn họ có thể ngăn chặn một lỗ hồng, không có khả năng ngăn chặn toàn bộ các lỗ hồng. Gia Diệp Đạo Huynh, giải dược Huynh mang tới có đủ không? Tử Sa Mân cười khổ nhìn qua An Già Diệp, sắc mặt An Già Diệp lãnh đạm, không có khả năng đủ. Những lãnh địa quanh thân, nhất là những lãnh địa không phải quá đặc biệt quan trọng cũng chỉ có thể buông tha. Hiện tại Mộc Ma Cường Thế, Vĩnh Hằng Thánh Địa Yếu Thế bên yếu thế không có khả năng cố thủ toàn bộ biên giới. Nếu buông tha một bộ phận chiến lược thì phải buông tha một bộ phận. Với tư cách là người ngoài, An Già Diệp làm ra quyết định này cũng không khó. Nhưng mà tử Sa Mân là người nhân hậu, gần đây lại là trưởng lão vô cùng nhân hậu, muốn hắn buông tha cho bất luận một lãnh địa nào khác thuộc vĩnh hằng thánh địa, hắn đều đau lòng. Nhưng mà hắn cũng rất rõ ràng, giai đoạn hiện tại, khu vực quan trọng nhất trong vĩnh hằng thần quốc tự nhiên chính là vùng hạch tâm vĩnh hằng thánh địa sinh tử tồn vong của khu vực này là quan trọng nhất từ xa lão đệ vĩnh hằng thánh địa là thành lũy kiên cố nhất chính là khu vực hạch tâm của vĩnh hằng thần quốc hiện tại tinh nhuệ của cửu cu thánh địa trần vũ thánh địa đều tụ tập ở chỗ này nhân số của các ngươi so với bên mộc ma nhất mạch chỉ nhiều chứ không ít hơn chỉ cần các ngươi tử thủ khu vực vùng này mặc kệ mộc ma nhất mạch kia hung hăng cản quấy tới đâu muốn công phá nơi này khó khăn cũng không nhỏ đây là ý kiến của an già diệp Tuy rằng An Già Diệp cũng biết Mộc Ma Nhất Mạch vô cùng lợi hại, nhưng mà tâm tính của An Già Diệp lại rất là bình thản. Hắn đối với Vĩnh Hằng Thánh Địa không có bao nhiêu cảm tình đáng nói. Vĩnh Hằng Thánh Địa thủ được hay không, hắn cũng không quá đặc biệt để ý. Nếu như không phải Giang Trần nhờ vả, hắn thậm chí chưa hẳn đã lưu lại hỗ trợ. Mà trên người hắn có đại lưu ly phù Giang Trần đưa cho, cho nên, dù là Mộc Ma Nhất Mạch công phá nơi này, hắn cũng có biện pháp rời khỏi. Thậm chí còn có thể mang theo tử Sa Mân rời khỏi. An Già Diệp cũng hiểu Giang Trần, biết rõ Giang Trần có tình hương khói với vĩnh hằng thánh địa, chỉ là còn xa không nặng bằng tình cảm của Giang Trần với cương vực nhân loại. Trong vĩnh hằng thánh địa, người có thể khiến cho Giang Trần coi trọng kỳ thực cũng không phải quá nhiều. Tử Sa Mân coi như là người quan trọng nhất, cho nên chỉ cần mang Tử Sa Mân đi, An Già Diệp tự thấy mình có thể báo cáo kết quả công tác với Giang Trần. Đương nhiên người ngoài cuộc tỉnh táo, người trong cuộc u mê, đứng ở góc độ người ngoài xem xét, ý kiến của An Giả Diệp cũng được coi là vô cùng anh minh. Tử Sa Mân lập tức cắn răng, cũng chỉ có thể như vậy, Giả Diệp đạo huynh, trận chiến này hy vọng người có thể chỉ điểm nhiều hơn, hỗ trợ nhiều hơn. An Giả Diệp cười nhạt một tiếng, ta sẽ toàn lực ứng phó, nhưng mà nếu như chuyện không thể làm, ta sẽ rời khỏi. Tử Sa Lão Đệ, thứ cho ta nói thẳng. Nếu như đi tới một bước kia ngươi sẽ lựa chọn thế nào? Là ngu trung tồn vong với thánh địa hay là giữ lại thân thể hữu dụng, mưu đồ đông sơn tái khởi? đây là một vấn đề rất khó trả lời từ sa mân suy nghĩ một lát thở dài nói nếu như thánh tổ đại nhân ở tại thánh địa vấn đề này ta rất dễ trả lời nhưng mà hiện tại trách nhiệm ở trên vai ta nếu như ta không cùng tồn vong với thánh địa thì biết ăn nói thế nào đây ha ha nếu như ngươi nghĩ vậy thì quả thực phải xin lỗi sự coi trọng của trần thiếu dành cho ngươi đương nhiên lời nói bi quan nói lúc này cũng quá sớm cuối cùng ta vẫn có trực giác mộc ma nhất mạch này phát động toàn diện xâm lấn cũng chưa hẳn có thể đắc thủ được ồ gia diệp đạo huynh có lòng tin với vĩnh hằng thánh địa ta như vậy sao ha ha là ta có lòng tin với vĩnh hằng thánh địa ta cảm thấy cảm giác vĩnh hằng thánh địa sẽ là bước tiếp theo hắn tới trong bàn cờ những ngày này không phải đã nghe qua rất nhiều tin đồn lan truyền bốn phía vạn huyên đảo hay sao tương truyền thế lực vài mạch ma tộc ở những thánh địa khác trong vạn nguyên đảo liên tục bị công kích ta cũng nhận được tin đồn nhưng mà tin đồn khó phân biệt thật giả nhưng mà nghe lại vô cùng làm tăng sĩ khí chúng ta tử sa mân với tư cách là trưởng khống giả hiện tại của vĩnh hằng thánh địa tự nhiên cũng nghe được một ít tiếng gió ngay khi hai người đang nói chuyện liên tục không ngừng có thám tử hồi báo đều là tin tức không tốt được mang tới chuyện này cũng khiến cho tử sa mân đứng ngồi không yên cơ hồ tất cả cao tầng ba đại thánh địa đều tụ tập một chỗ thương nghị đối sách cao tầng ba đại thánh địa tụ tập một chỗ đội hình vô cùng lớn trừ lão tổ thần đạo là tử sa mân gia bán bộ thần đạo cũng có sáu bảy còn có rất nhiều thiên vị cao giai thiên vị trung giai các trưởng lão thiên vị sơ riêng, cùng với thiên tài trẻ tuổi loại đội hình này nếu như chỉ đối kháng với mộc ma nhất mạch vẫn có nắm chắc rất lớn từ xa lão tổ tốc độ đẩy mạnh của mộc ma nhất mạch rất nhanh thực vật của mộc ma nhất mạch sinh trưởng đã lan tới vị trí cách đây ngoài một ngàn dặm chỉ sợ không qua đêm nay sẽ vây quanh thánh địa chúng ta chúng ta nhất định phải dùng biện pháp nào đó đem tốc độ lan tràn của đám thực vật này ngăn lại một ít nếu không một khi thánh địa bị đám thực vật kia vây quanh những thực vật khủng bố của mộc ma nhát mạch kia chỉ sợ sẽ tạo thành khảo nghiệm trí mạng với phòng ngự của thánh địa chúng ta a à. đây tuyệt đối không phải là nói chuyện giật gân một khi để cho đám thực vật của mộc ma nhất mạch xâm lấn tới thánh địa thánh địa sẽ nhanh chóng sụp đổ mà mộc ma cổ trùng cũng thừa cơ toàn diện xâm lấn đến lúc đó hậu quả không thể nào tưởng tượng nổi a à. những đạo lý này tự nhiên tử sa mân hiểu rõ Chư vị, đối với thực vật của mộc ma nhất mạch này các người có cao kiến gì không? Ai có cách phá giải, muốn đối phó với mộc ma nhất mạch, nói dễ như vậy sao? Tất cả mọi người im lặng, lại có người nói. Lão Tổ, Giang Trần Thiếu Chủ không phải đã từng đề cập tới việc Sơ Dương Chi Hỏa có thể khắc chế mộc ma cổ trùng hay sao? Sơ Dương Chi Hỏa quả thực có thể khắc chế, nhưng mà số Sơ Dương Chi Hỏa chúng ta có được căn bản như muối bỏ biển. Lại nói, hiện tại chỉ khắc chế mộc ma cổ trùng cũng không đủ a. À phải có thể khắc chế thực vật của mộc ma nhất mạch này mới được những sinh linh thực vật kia thật là đáng sợ tốc độ lan tràn quá nhanh trừ phi có pháp bảo gì đó có thể phá hủy căn cơ sinh tồn của nó đem bọn chúng phá hủy thành bụi phấn loại bảo vật này đi đâu tìm đây an gia diệp kia cười ha ha từ cổ trí kim ngũ hành tương khắc có kim khắc mộc muốn khắc chế mộc ma nhất mạch bảo vật thuộc tính kim hẳn là vô cùng phù hợp vĩnh hằng thánh địa các người có loại bảo vật này không mọi người ngươi nhìn ta Ta nhìn người, đều trợn mắt lên. Vĩnh Hằng Thánh Địa có pháp bảo gì cường đại, cho dù có, có khả năng cũng ở trong tay Thánh Tổ đại nhân, mọi người cũng không có cách nào biết được. Các đạo hữu cửu u Thánh Địa và Chân Vũ Thánh Địa, trên người chư vị có pháp bảo loại này hay không? Cao tầng của hai đại thánh địa này cũng dở khóc dở cười. Thập Đại Thánh Địa tuy rằng nội tình rất là cường đại, nhưng mà muốn nói tới pháp bảo có ưu thế áp đảo quả thực bọn họ không có. Tất cả mọi người đều vô kế khả thi chương 3502, trượng nghĩa ra tay. Cao tầng của ba đại thánh địa đều bó tay. Rất hiển nhiên, dùng thực lực trước mắt của ba đại thánh địa bọn họ, nếu như không có pháp bảo đỉnh cấp phá trận mà nói, muốn phá giải thế cục trước mắt cơ hồ không có khả năng. Ngược lại ngưng yên thánh chủ của chân vũ thánh địa kia mở miệng nói. Chư vị đạo hiếu, một ma tàn sát bừa bãi không thể tránh né được nữa. Tu sĩ chúng ta đi tới được một bước này đã không còn đường lui. Sao không mượn lần này cùng tử chiến với ma tộc? Mặc kệ thắng hay là thua, cuối cùng cũng không uổng công khổ tu cả đời này. Cho dù chết, cũng không thẹn với liệt tổ liệt tông. Đừng nhìn ngưng yên thánh chủ là nữ nhi, nhưng mà thời khắc mấu chốt, một nữ lưu như nàng lại biểu hiện ra khí khái bậc cân quắc không thua đấng mày dâu. Kỳ thực trong lòng mọi người đều rõ ràng, hiện tại ba đại thánh địa quả thực đã không còn đường lùi. Nếu như nói mộc ma nhất mạch không có xâm lấn quy mô lớn, bọn họ rời khỏi vĩnh hằng thánh địa chạy trốn thì vẫn có một chút hy vọng nhưng mà hiện tại đại quân Mộc Ma Nhất Mạch đã tới gần, đã tới cửa nhà, mà chân Vũ Thánh Địa và cửu U Thánh Địa ngay cả gia viên cũng mất đi. Hiện tại muốn lui đã hoàn toàn không còn đường lui, nếu như đã tới tuyệt cảnh, sao không cùng với Mộc Ma Nhất Mạch này quyết một trận tử chiến cơ chứ? Đã không thể thống thống khoái khoái còn sống đi ra, vậy thì oanh oanh liệt liệt chết trận thì sao chứ? Ngưng Yên Thánh Chủ đề nghị như vậy khiến cho trong lòng các tu sĩ của ba đại thánh địa đều co lại, tuy rằng bọn họ không muốn đối mặt với sự thực, nhưng mà sự thực tàn khốc lại vô tình bày ra trước mặt bọn họ. Đúng vậy, bọn họ đã không còn bất kỳ đường lui nào. Lão uất ức tuổi hổ mà chết, hay là chết trận một cách oanh oanh liệt liệt. Rốt cuộc đều là võ giả thánh địa, đến lúc này cho dù là người trước nay không có nhiệt huyết, nhiệt huyết trong người cũng dần dần được nhen nhóm. Đúng vậy a, à, đã không còn đường lui, vì sao không liều chết chiến một trận cơ chứ? Một người, hai người, ba người, ánh mắt tất cả mọi người cuối cùng đều nhìn về phía tử sa mân từ Sa Mân xưa nay cũng là người cực kỳ trầm ổn, giờ phút này cũng bị loại không khí bi tráng này lây nhiễm, trong mắt bắn ra từng đạo quang mang lừng lẫy. Xem ra, tình cảnh này không những khiến cho mọi người chia rẽ còn khiến cho mọi người đồng tâm hiệp lực. Tốt, lão phu bất tài, nhưng nguyện tử chiến với mọi người. Tinh nhuệ của ba đại thánh địa chúng ta cho dù không có cách nào phá hủy Mộc Ma nhất mạch, thế nhưng cũng có thể làm trọng thương Mộc Ma nhất mạch. Đúng chúng ta diệt một yêu nghiệt ma tộc thì cũng coi như làm giảm bớt một phần áp lực cho thần uyên đại lục. Cống hiến và trả giá chúng ta làm ra cuối cùng cũng không bị lịch sử quên đi. Quyết tử chiến, có gì mà không được cơ chứ? Dù sao cũng là tu sĩ ba đại thánh địa, nội tình và truyền thừa so với thế lực nhị lưu tam lưu của vạn uyên đảo hoàn toàn khác nhau. Thập đại thánh địa vốn là một đám người từ cương vực nhân loại đi tới, trong người bọn họ, thực chất đã được truyền thừa được nhiệt huyết và đảm lượng ở thượng cổ tuy rằng thế cục vạn nguyên đảo đời sau không bằng đời trước một mực làm ăn mòn ý chí chiến đấu của bọn họ ăn mòn tinh thần bọn họ nhưng mà khi thời khắc quyết chiến tới cuối cùng bọn họ vẫn có dũng khí tử chiến một trận từ xa lão tổ ta nguyện ý mang theo một đám tử sĩ đi phá hủy đám thực vật của mộc ma nhất mạch nghĩ biện pháp đoạn hết căn cơ ngăn chặn xu thế lan tràn của nó ngưng yên thánh chủ chủ động xin đi giết địch ta cũng nguyện ý lĩnh một đội nhân mã đi chặt dứt căn cơ của mộc ma thực vật ta cũng nguyện ý mỗi người đều đứng ra sung phong nhận việc tuy rằng an già diệp âm thầm lắc đầu nhưng ở sâu trong lòng hắn lại không thể không bắt đầu kính nể mặc kệ người ba đại thánh địa này làm ra quyết định gì ít nhất người ba đại thánh địa này làm cho an già diệp bớt đi sự xem thường của mình ai an già diệp than nhẹ một tiếng hắn cảm thấy mình quả thực không có cách nào khoanh tay đứng nhìn hắn nói với tử sa mân tử sa lão đệ tốc độ đẩy mạnh của mộc ma thực vật quả thực rất là hung hăng ngang ngược hơn nữa căn cứ theo ta phòng dona trong này nhất định có thủ bút của một lão tổ thần đạo trong mộc ma nhất mạch cho nên đám người các ngươi chủ động xin đi giết giặc nếu như không có cường giả thần đạo dẫn dắt thì tới đó cũng chẳng khác nào là đưa đồ ăn tới miệng mộc ma nhất mạch lời nói này của an già diệp cũng không phải dễ nghe nhưng mà lời hắn nói đều là sự thực không có tu sĩ thần đạo dẫn đầu thì làm sao có thể quần nhau với mộc ma nhất mạch có thể điều khiển thực vật đáng sợ như vậy không có lão tổ mộc ma nhất mạch ai mà tin được chứ tử sa mân nghiêm túc nói nếu như vậy lão phu tự thân xuất mã là được an gia diệp thản nhiên nói ngươi mới vào thần đạo một thân tu vi mặc dù không tệ nhưng mà chống lại lão tổ mộc ma nhất mạch chỉ sợ vẫn không đủ vẫn là ta lên thôi đạo huynh cái này không thích hợp a ngươi chỉ phụng mệnh tới đây đưa giải dược có thể đưa giải dược tới chúng ta đã rất biết ơn rồi lại để cho đạo huynh đi mạo hiểm như vậy chúng ta biết ăn nói thế nào đây cũng không phải là những lời khách sáo tuy rằng tử sa mân cũng hy vọng an giả diệp hỗ trợ nhưng mà hắn cũng không muốn an giả diệp anh dũng xông lên tuyến đầu của trận chiến dù sao loại chuyện này nguy hiểm rất lớn an Già diệp khoát tay nói không phải ta vô lễ người bây giờ bất quá chỉ là thần đạo nhất trọng mà ta trước đó vài ngày đã đạt được cơ duyên trên đường tới đây không ngờ đột phá thần đạo tứ trọng có lẽ tu vi ta còn không bằng lão tổ mộc ma nhất mạch nhưng mà ta tự hỏi vẫn còn biết chút đạo chạy trốn nếu như ta có thể phá hủy căn cơ thực vật của mộc ma nhất mạch tự nhiên là tốt nhất nếu không phá hủy nổi ta cũng có thể hấp dẫn lực chú ý của lão tổ mộc ma nhất mạch nếu như có thể ta sẽ nghĩ biện pháp dẫn hắn đi nếu như có thể thừa cơ liên lạc với trần thiếu tình thế nguy hiểm của vĩnh hằng thánh địa sẽ được giải quyết nghe an già diệp nói như vậy trong mắt các tu sĩ của ba đại thánh địa đều hiện lên vẻ chờ mong dốc sức liều mạng chỉ là lựa chọn bất đắc dĩ mà thôi nếu như nói ở sâu trong lòng tu sĩ ba đại thánh địa còn có một đạo tín niệm thì không phải là lão tổ thần đạo của thập đại thánh địa từ vực ngoại trở về mà là giang trần từ đông duyên đảo gấp rút tới tiếp viện vĩnh hằng thánh địa mục ma nhất tộc cường hãn chỉ sợ thập đại lão tổ có trở lại cũng chưa chắc có thể làm gì được đối phương nhưng mà giang trần lại khác từ xa mân nhìn vào mắt an già diệp từ trong mắt an già diệp thấy được vẻ chân thành đạo huynh người hy sinh vì nghĩa như vậy ba đại thánh địa chúng ta mau chảy đầu rơi cũng khó mà hồi báo được một hai a. Tử Sa Mân thở dài, ha ha, coi như An Mỗ báo đáp một phần tâm ý của Trần Thiếu A. An Già Diệp cười nhạt một tiếng, mấy đám đội ngũ các ngươi ở trong thánh địa chờ tin tức của ta. Nếu như ta có thể phá hủy căn cơ của một ma thực vật, các ngươi lập tức từ trong thánh địa giết ra, thừa dịp thắng mà truy kích. Nếu như không có tin tức của ta, cũng không cần hy sinh vô ích. Ở lại trong thánh địa mượn nhờ đại trận phòng ngự, có thể chống cự bao lâu thì chống. Ta sẽ mau chóng dẫn cứu binh tới. An Gia Diệp tự nhiên không muốn mang những người này cùng đi theo. Đối kháng với ma tộc, người mang càng nhiều, thanh thế càng to lớn ngược lại sẽ làm chuyện xấu đi. Mà một người đi ra, dùng năng lực của hắn, cho dù là lão tổ mộc ma nhất mạch cũng chưa chắc có thể làm gì được hắn. chương 3503, Thế giới mộc ma thực vật. Nhìn qua bóng lưng An Gia Diệp rời khỏi thánh địa, trong đầu tu sĩ ba đại thánh địa tràn ngập cảm xúc, đắng cay mặn ngọt nhất là người vĩnh hằng thánh địa tình cảm đối với an già diệp cũng cực kỳ phức tạp lúc trước an già diệp mang theo tứ đại thần bộc phong hoa tuyết nguyệt tiêu diệt cả nhà yến ra tại vĩnh hằng thần quốc chuyện này coi như là khiêu khích rất lớn với vĩnh hằng thánh địa tuy rằng sau đó điều tra ra được an già diệp vì tức giận nữ nhi trước đó bị người yến ra khi dễ tiêu diệt yến ra coi như là báo thù rửa hận thế nhưng mà vĩnh hằng thánh địa rốt cuộc vẫn còn có chút khó chịu dù sao đây là địa bàn của bọn họ Diệt Yến ra chính là đánh vào mặt Vĩnh Hằng Thánh Địa. Chỉ tiếc lão tổ thần đạo của Vĩnh Hằng Thánh Địa, Tu Vi cũng không bằng giả Diệp Thần Tôn này. Mà Giang Trần tự thân xuất mã, thực sự không có khả năng vạch mặt với giả Diệp Thần Tôn. Dù sao trên danh nghĩa giả Diệp Thần Tôn là ngoại công của Yến Thanh Hoàng. Mà Giang Trần lại là đạo lữ của Yến Thanh Hoàng, làm sao có thể trở mặt với giả Diệp Thần Tôn cơ chứ? Cho nên Vĩnh Hằng Thánh Địa đối với giả Diệp Thần Tôn ban đầu là căm thù. Về sau chủ lực thập đại thánh địa bị vây ở Bình Sa Đảo, Quang độ lão nhân phái người tới công kích vĩnh hằng thánh địa, là An Già Diệp chạy tới, trợ giúp bọn họ ngăn cản đợt công kích thứ nhất. Về sau bởi vì liên thủ đối phó với quang độ lão nhân mà quan hệ của Già Diệp thần tôn với vĩnh hằng thánh địa bọn họ coi như hòa hoãn. Mà lần này Già Diệp thần tôn vâng mệnh giang trần, đưa giải dược tới, giảm bớt áp lực cho vĩnh hằng thánh địa. Hiện tại khi vĩnh hằng thánh địa ở trong tình cảnh sống chết trước mắt, Già Diệp thần tôn này lại một lần nữa trượng nghĩa ra tay cũng làm cho bọn họ nhận ra, gia diệp thần tôn này làm người có lẽ so với biểu hiện bề ngoài của hắn còn vĩ đại hơn nhiều ít nhất trước mặt đại nghĩa gia diệp thần tôn này có thể làm được tất cả chỉ là lần này hắn đi có thể phá hủy được căn cơ mộc ma thực vật hay sao ai cũng không dám lạc quan bởi vì theo bọn họ được biết lão tổ thần đạo mộc ma nhất mạch cho dù tùy tiện nhặt ra một người cũng là tồn tại vô cùng khó giải quyết a à. gia diệp thần tôn mặc dù có tu vi thần đạo tứ trọng nhưng mà so với lão tổ mộc ma nhất mạch tu vi này quả thực chưa hẳn đã chiếm được ưu thế. An già diệp một thân một mình phi hành ra ngoài, năm đó một mảnh hoang dã này tuy rằng cũng hoang vắng, nhưng mà không có bầu không khí quỷ dị như ngày hôm nay. Trong hoang dã vô tận này, rất khó đoán ra được địa hình, diện mạo lúc trước như thế nào. Mà chuyển thành một biển thực vật che khuất bầu trời, những thực vật này chen chúc vào nhau, thậm chí là cuốn quanh một chỗ, cơ hồ không dễ cho người ta có nơi đặt chân. Những dây leo cuốn vào nhau, giống như là thiên la địa võng bao phủ thiên địa muốn triệt để khống chế phiến thiên địa này vậy an già diệp thân ở bên trong thân nhẹ như chim yến sau khi đột phá thần đạo tứ trọng an già diệp đối với việc tu vi mình tăng lên cũng có chút thỏa mãn tuy nhiên hắn không cho rằng mình có thể chiến thắng lão tổ mộc ma nhất mạch nhưng tự hỏi vẫn có thực lực quần nhau một ít giờ phút này hắn đi lại trong mảnh thiên địa hoang vu này tự nhiên là có nguyên nhân của nó hắn muốn quan sát những mộc ma thực vật này muốn tìm được căn cơ hạch tâm của đám thực vật này khống chế sinh trưởng của đám thực vật này nhất định là có hạch tâm nếu như có thể tìm được căn cơ hạch tâm phá hủy nó mối họa mộc ma thực vật này nói không chừng có thể trực tiếp biến mất đương nhiên an già diệp rất rõ ràng tất cả chuyện này không có dễ dàng như vậy nói thật nếu như không có giang trần đưa đại lưu ly phù cho hắn an già diệp thực sự chưa hẳn đã có dũng khí xâm nhập vào bên trong đám thực vật này lưu ly thần phù kia tuy rằng an già diệp còn chưa vận dụng qua nhưng mỗi lần dùng thần thức cảm ứng tới lưu ly thần phù kia hắn lập tức có thể cảm ứng được loại lực lượng vĩ đại tới từ thời thượng cổ loại lực lượng này tuyệt đối là tồn tại mà an già diệp hắn phải ngước nhìn lên an già diệp đi lại chung quanh ba bốn thời thần sắc trời càng ngày càng mờ tâm tình của hắn ngày càng phức tạp hắn có dự cảm mình cách căn cơ hạch tâm của mộc ma thực vật đã không còn xa thậm chí căn cơ hạch tâm này đã cách hắn chỉ còn mấy hô hấp mà thôi Tai an già diệp nắm một kiện binh khí chỉ là không phải là kiện binh khí phương thiên hỏa kích mà hắn am hiểu, mà là một thanh đao tràn ngập khí tức sắc bén, túc sát. Thân đao này thon dài, lưỡi mỏng, nhìn qua vô cùng hoàn mỹ. Cho dù thân thể an già diệp di chuyển, thế nhưng thanh đao này giống như có thể dung hợp vào làm một thể với tốc độ của không khí vậy. Thân thể an già diệp đột nhiên dừng lại, sau một khắc, trong mắt hắn bắn ra quang mang kinh người, cánh tay phải hung hăng chém xuống. Đao mang phun ra nuốt vào, chém về phía trước, xoát xoát xoát, từng đạo dây leo giống như từ trong hư không đâm ra, bị đao mang này chém vào, đồng loạt kéo ra, giống như vô số cánh tay thon dài, bị chảm thành từng đoạn vậy. Những dây leo kia sau khi bị chém đứt, lực lượng bảo tạc lập tức tan rã, ỉu xìu rũ xuống. Nhưng mà An Già Diệp lúc này cũng không có thở một hơi mà cảnh giác nhìn qua bốn phía, trường đao trong tay luôn bảo trì cảnh giác. Chuẩn bị mọi thứ, sau một khắc, trường đao này rất có thể sẽ chém về bất kỳ vị trí nào trong hư không, mà không quá mức bất ngờ không thể không nói, loại thủ đoạn dùng đao này đã tới mức tuyệt hảo. Quả nhiên, thực vật chung quanh giống như bị một loại lực lượng thần bí nào đó thức tỉnh. Thực vật bốn phương tám hướng, đám dây leo chung quanh giống như yêu tinh bắn ra vô số cánh tay, rậm rạp chằng chịt, từ bốn phương tám hướng xông tới. Có bông hoa giống như cái miệng lớn dính máu mở ra, có những cái cảnh giống như vô số mũi tên nhọn sắc bén, có cái là cọc gỗ điên cuồng đanh tới, còn có dây leo giống như độc xà, xoắn quanh, vô cùng chí mạng những mộc ma thực vật hình thái không giống nhau dùng các loại hình thái điên cuồng công kích an giả diệp chỉ là những công kích của đám thực vật này tự nhiên an giả diệp không sợ những mộc ma thực vật này đối phó với một ít tu sĩ cấp thấp nhất là tu sĩ dưới thần đạo vẫn tương đối hữu hiệu nhưng mà muốn nói khảo nghiệm tu sĩ thần đạo tứ trọng là hắn như vậy không đủ trường đao vung vẩy quang mang rực rỡ cơ hồ tất cả thực vật mặc kệ hình thái gì toàn bộ đều bị chặt đứt bay loạn bốn phía hư giả thân giả quỷ cũng có hạn thôi ngươi có dám ra đây chiến một trận hay không? An Già Diệp đã cảm ứng được, lão tổ thần đạo Mộc Ma Nhất Mạch có lẽ đang ở ngay gần đây. Khi tất cả công kích của đám thực vật kia mất đi hiệu lực, hiện trường lại khôi phục sự yên tĩnh. Giống như công kích điên cuồng trước đó đều là ảo giác vậy. Nhưng mà An Già Diệp cũng không có phất lờ, hắn biết rõ lão tổ Mộc Ma Nhất Mạch kia tất sẽ chuẩn bị công kích còn đáng sợ hơn. Quả nhiên ngay khi An Già Diệp tập trung suy nghĩ, nín thở, thực vật trong phiến thiên địa này giống như nhận được mệnh lệnh từ nơi nào đó dùng một loại phương thức hoạt động kỳ quái bắt đầu đông đưa loại phương thức đông đưa quỷ dị này giống như cơ hồ tất mộc ma thực vật toàn bộ đều biết thành binh sĩ được huấn luyện nghiêm chỉnh biến thành thiên quân vạn mã loại khí thế túc sát này loại khí thế núi sông biến sắc này khí thế đoạt nhân tâm này khiến cho an giả diệp hít sâu một hơi trong mắt bắn ra tinh mang mặc ngươi thiên biến vạn hóa ta có thể dùng một đao chảm nát khi nói chuyện trường đao trong tay An Già Diệp điên cuồng bổ ra, một đao, hai đao, trong nháy mắt đã chém ra trăm ngàn đao. Trường 3504, một sáng một tối. Tốc độ xuất đao của An Già Diệp cực nhanh, nhưng mà tốc độ biến hóa của đám mộc ma thực vật kia còn nhanh hơn. Nhất là những mộc ma thực vật này bỗng nhiên nhận được mệnh lệnh gì đó, thoáng cái giống như được ban cho tính mạng, hoàn toàn giống như thiếu niên đầu óc nóng lên, bốc đồng. Đao mang của An Già Diệp giống như mưa rơi, bất luận công thủ đều có thể nói là hoàn mỹ nhưng mà những mộc ma thực vật này dưới đao mang an già diệp tàn phá vẫn bất khuất trung quy có thể thoát ra giống như bị đao mang chém bao nhiêu lần vẫn có thể phục sinh lại vậy an già diệp giờ phút này có lẽ đã đem năng lực công thủ mình tăng lên tới trạng thái cực hạn thế nhưng áp lực mà hắn cảm nhận được lại ngày càng lớn hơn số lượng của đám mộc ma thực vật này quá mức khổng lồ tạo thành quân đoàn mộc ma thực vật tựa như một cái biển màu xanh lá vô biên vô hạn làm cho người ta hoàn toàn nhìn không ra thấy tận cùng tâm thần an giả diệp không loạn, tuy rằng bị đại quân mộc ma thực vật vây quanh, nhưng mà thần thức hắn thủy chung lại tuần tra tới lui, tìm kiếm. Hắn cũng đang dùng thần thức tìm kiếm căn cơ hạch tâm của mộc ma thực vật, hắn cũng tìm một cơ hội có thể chuyển bại thành thắng. Chỉ là trong biển màu xanh lá khôn cùng này, thần thức an giả diệp mặc kệ tìm tới đâu, đều cảm thấy quy luật vận động giống nhau. Cũng có thể nói là, căn cơ hạch tâm của đám mộc ma thực vật này được che giấu quá tốt ngay cả an giả diệp hắn thần thông như vậy cũng không có cách nào tìm ra trong lúc nhất thời an giả diệp cũng phiền muộn cực kỳ hắn đã sớm dự liệu được trận chiến này tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm nhưng mà hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được độ khó của trận chiến này lại khó khăn tới loại trình độ này nếu như không có cách nào tìm ra căn cơ hạch tâm này không có cách nào đoạn căn cơ của nó không có cách nào phá giải thế vây thành của đám mộc ma thực vật này nói một cách khác mục tiêu trận chiến này của hắn căn bản không có cách nào thực hiện được trong lòng An Già Diệp cũng có chút sao động, đối mặt với một ma thực vật không ngừng công kích tới như bài sơn đảo hải, dù thần thông hắn mạnh mẽ tới đâu cũng dần dần cố hết sức. Dù sao năng lực công thủ của hắn cho dù xuất chúng thì cuối cùng cũng là thân thể huyết nhục, cuối cùng cũng biết mệt mỏi. Mà những mộc ma thực vật này giống như vĩnh viễn không biết mệt mỏi vậy, ngược lại còn có xu thế ngày càng hung hãn. An già diệp ngay từ đầu còn có thể kiên trì, theo thời gian trôi qua, hắn càng rõ ràng cảm nhận được mình càng ngày càng cố hết sức. Mộc ma thực vật của mộc ma nhất mạch này quả thực giống như vô cùng vô tận, căn bản chém không hết, giết không dứt. Xem ra trận chiến này cuối cùng ta vẫn thua. Trong lòng An già Diệp tuy rằng không cam lòng nhận thua, nhưng mà ý chí chiến đấu của hắn rốt cuộc cũng xuất hiện dao động. Một khi ý chí chiến đấu xuất hiện dao động, An già Diệp biết rõ mình phải rời khỏi đây. Đao mang quét qua, đem công kích chém nát từng đám mộc ma thực vật chung quanh, tay An già Diệp chộp một cái, lưu ly thần phù kia đã được hắn tế ra hắn đang muốn thúc giục thì bên tai đột nhiên truyền tới một đạo thần thức truyền âm giả diệp thần tôn kiên trì một lát nữa thanh âm này xuất hiện không hề có dấu hiệu báo trước làm cho thần thức an giả diệp rung động bởi vì đạo thần thức truyền âm này hết sức quen thuộc rõ ràng là từ miệng giang trần phát ra giang trần thần thức an giả diệp khẽ động lại không có phát ra tiếng ta đang đuổi giết lão tổ mộc ma nhất mạch tìm kiếm căn cơ của mộc ma thực vật người kiên trì một lát ta lập tức có thể tập trung vào đối phương Giang Trần lần nữa nhắc nhở, An Già Diệp nghe lời này vui mừng quá đỗi, rốt cuộc cũng xác định được đây là thanh âm của Giang Trần. An Già Diệp vốn định rời khỏi, lúc này thuận tay thu lại lưu ly thần phù. Miệng thét dài một tiếng, kêu lớn, đám đạo trích ma tộc, cuối cùng cũng chỉ là tôm tép nhãi nhép. Trừ chơi những trò này ra, các người có dám đứng ra chính diện chiến một trận với An Mỗ hay không? Đám ma tộc các người chỉ biết nhảy nhót, nhát như chuột hay sao? An Già Diệp chửi ầm lên, ý đồ chọc giận lão tổ thần đạo của mộc ma nhất mạch. Hắn biết rõ tu sĩ điều khiển đám mộc ma thực vật này nhất định là lão tổ đỉnh tiêm của mộc ma nhất mạch, nhất định hắn ta ẩn thân ở phụ cận. Chỉ là bằng vào năng lực điều khiển thực vật cao siêu, có lẽ hắn đã đem bản thân dung nhập vào trong đám mộc ma thực vật này, làm cho người ta không tìm ra sự tồn tại của hắn. An già diệp hắn phát giác không nổi, nhưng mà không có nghĩa là Giang Trần không phát giác ra được. Nghe khẩu khí này của Giang Trần, hắn đã tới đây từ lâu chỉ là hắn không có bộc lộ ra, một mực âm thầm tìm kiếm sơ hở của mộc ma lão tổ A. Nghĩ tới đây trong lòng An giả diệp tin tưởng 10 phần. Ý chí chiến đấu của hắn lần nữa vì Giang Trần xuất hiện mà thoáng cái khôi phục. Biến hóa của An Già Diệp cũng khiến cho quỷ chi lão tổ của Mộc Ma nhất mạch giật mình. Người thao túng đám thực vật này tự nhiên chính là quỷ chi lão tổ của Mộc Ma nhất mạch. Quỷ chi lão tổ ở phương diện điều khiển Mộc Ma cổ trùng thiên phú xa xa không bằng vương ban lão tổ. Nhưng mà muốn nói tới điều khiển mộc ma thực vật, tạo nghệ của Quỷ Chi lão tổ hắn vẫn còn trên vương ban lão tổ kia a. Lần này hắn cơ hồ không tiếc vận dụng bí kỹ cường đại nhất của mình, cơ hồ có thể gây thương tích và nguy hiểm tới bản nguyên của hắn để bố trí đại trận mộc ma thực vật đáng sợ này. Loại đại trận mộc ma thực vật này chính là lợi dụng thủ pháp thần thông của hắn, thao túng mộc ma thực vật, đem thực vật bình thường cũng dùng thần thông ma tộc để ma hóa, giao phó tính mạng cho tất cả mộc ma thực vật, tạo thành mộc ma thực vật đại trận đáng sợ những thực vật này tựa như hung linh công kích mạnh mẽ hơn nữa phương thức công kích vừa quỷ dị lại hay thay đổi đáng sợ nhất chính là mộc ma thực vật bình thường rất khó giết cho dù bị phá hủy chỉ cần căn cơ vẫn còn trong chốc lát là có thể khôi phục như lúc ban đầu mộc ma thực vật này ở phương diện khác tương đối giống băng hỏa yêu liên của giang trần năng lực tái sinh vô cùng xuất chúng đương nhiên băng hỏa yêu liên chính là linh trùng thượng cổ cấp bậc chư thiên không phải là thứ mà mộc ma thực vật bình thường có thể so sánh nhưng mà ở phương diện khác, những mộc ma thực vật này quả thực lại giống băng hỏa yêu liên tới kỳ diệu. Quỷ chi lão tổ cường đại ở chỗ, hắn không đơn thuần là có thể thao túng mộc ma thực vật, càng có thể đem pháp thân của bản thân, thần thức hoàn toàn dung nhập vào trong đám mộc ma thực vật này, giống như bản thân là một bộ phận của chúng. Làm cho đối thủ căn bản không có cách nào tìm ra hắn trong biển thực vật màu xanh lá này. Loại năng lực che giấu này vô cùng đáng sợ, đừng nói là An gia diệp ngay cả Giang Trần nhất thời cũng không thể nào tìm ra địa phương mà Quỷ Chi lão tổ này ẩn thân. Kỳ thực lúc Giang Trần tới đây còn sớm hơn An Già Diệp, chỉ là hắn luôn ẩn nhẫn bất động, không có ra tay. Mãi tới khi An Già Diệp xuất hiện, Giang Trần mới biết được thời cơ đã tới. Chỉ có để cho An Già Diệp đối phó với đám mộc ma thực vật này thì mới có thể thông qua đám mộc ma thực vật này chấn động mà tìm kiếm dấu vết để lại. Không thể không nói Giang Trần rất kiên nhẫn, mà kiên nhẫn của hắn rốt cuộc cũng có thu hoạch khi sức chiến đấu của An Già Diệp phát huy tới tận cùng, quỷ chi lão tổ của Mộc Ma nhất mạch kia cũng không thể không vận dụng thủ đoạn cường đại hơn để đối phó. chương 3505, quỷ chi lão tổ. Khi quỷ chi lão tổ vận dụng Mộc Ma lực cường đại hơn điều khiển đám Mộc Ma thực vật này, quanh thân hắn cuối cùng cũng xuất hiện khí thế Mộc Ma mãnh liệt hon. Như vậy lại khiến cho Giang Trần rốt cuộc cũng tìm được chút manh mối. Cơ hội tới rồi, trong lòng Giang Trần vui vẻ, thần thức hắn tập trung vào mảnh khu vực kia, ước chừng phạm vi 10 dặm chung quanh. Hắn có thể khẳng định, cao thủ ma tộc trong mộc ma nhất mạch điều khiển mộc ma thực vật nhất định ẩn giấu ở chỗ này. Giang Trần không chút hoang mang, chậm rãi tới gần. Giờ phút này, trên người Giang Trần mặc vô cấu bảo y, ẩn giới tàng hình, giống như độc lập với không gian này. Cho dù hắn đi qua đám mộc ma thực vật này, những mộc ma thực vật này cũng hoàn toàn không cảm ứng được hắn. Những mộc ma thực vật này tuy rằng cường đại, nhưng mà cuối cùng cũng chỉ là ma vật mà quỷ chi lão tổ thao túng, trên phương diện hình thái cũng không quá đặc biệt cường đại. Muốn phát hiện ra vô cấu bảo y, điều kiện tiên quyết là tu vi phải cường đại hơn nhiều giang trần, hơn nữa phải là cường giả nắm giữ thần thông không gian. Chỉ có cường giả nắm giữ thần thông không gian mới có thể ở trong phiến lưu không này, cảm ứng được tồn tại bất đồng trong không gian, cảm ứng được khí lưu chấn động trong không gian. Chỉ có như vậy mới có thể phát hiện ra chút đấu vết để lại. Loại hình thái như mộc ma thực vật, hiển nhiên không đạt tới được trình độ này, mà quỷ chi lão tổ hiển nhiên cũng còn không có đạt tới trình độ này. Giang Trần không ngừng tới gần khu vực mà quỷ chi lão tổ ẩn thân, cảm nhận khí thức mộc ma thực vật chung quanh hắn càng khẳng định, quỷ chi lão tổ ở vùng này. Vô cấu bảo y không hổ là bảo vật hóa phàm phụ thân lưu lại cho ta. Tới gần như vậy đối phương vẫn mờ mịt, vô tri a. À. Trong lòng Giang Trần cũng cực kỳ hưng phấn, nếu như để cho hắn tới gần trước mặt lão tổ mộc ma nhất mạch này, hắn có rất nhiều biện pháp có thể tiêu diệt đối phương. Dù sao bất kể là đối thủ cấp bậc gì, nếu như ngươi đứng trước mặt đối phương, đối phương lại không biết sự tồn tại của ngươi. Loại tình huống này muốn đánh lén đối phương quả thực quá dễ dàng, phương pháp để giết chết đối phương cũng quá nhiều, tha hồ lựa chọn. Quỷ chi lão tổ cũng quả thực không hề phát giác ra, chỉ là lúc này trong lòng hắn đang cảm thấy kỳ quái. Vừa rồi hắn cũng phát giác ra được, An Già Diệp dường như định chạy trốn. Thế nhưng mà đột nhiên An Già Diệp này dường như đổi ý, lưu lại khổ chiến với hắn. Biến hóa quỷ dị này dùng tính cảnh giác của quỷ chi lão tổ, tự nhiên hắn đã ngửi ra mùi không đúng. Chỉ là việc này rốt cuộc lạ ở chỗ nào hắn lại không nói ra lời. Chẳng lẽ có kẻ tới giúp tên này, trong lòng quỷ chi lão tổ nghĩ vậy, lập tức tăng cường phòng ngự, đồng thời thần thức cũng thúc giục, tản ra, cảnh giác tất cả thứ có thể sinh ra uy hiếp với hắn. Chỉ là thần thức hắn quét vài vòng cũng không có cảm nhận được uy hiếp gì từ bốn phía kéo tới. Quỷ chi lão tổ tuy rằng nghi thần nghi quỷ, nhưng mà đối với sức phán đoán của bản thân lại vô cùng tự tin trong lúc nhất thời trong lòng hắn quét ngang lo âu tên này trong nhân tộc cũng coi như một tu sĩ không tầm thường nhìn bộ dáng không có chút sợ hãi nào của hắn chỉ sợ trên người cũng nắm giữ bí pháp thần thông nào đó có thể lập tức thoát đi nếu như ta muốn tiêu diệt hắn thì nhất định phải đảm bảo có thể lập tức kháo chết không gian chung quanh hắn làm cho hắn trong khoảnh khắc không có cách nào trốn chạy nếu như đối mặt với đối thủ thần đạo sơ giai quỷ chi lão tổ có thể nhẹ nhõm phong tỏa không gian chung quanh đối phương, làm cho đối phương trong thời gian ngắn không có cách nào trốn chạy. Nhưng mà đối thủ này, lại là một đối thủ thần đạo trung dai. Muốn tập trung vào đối phương, lại phải tốn một ít tay chân. Đương nhiên quỷ chi lão tổ tự biết mình vẫn có biện pháp có thể làm được. Sở dĩ hắn một mực không có làm vậy là vì thăm dò át chủ bài của đối phương, hay là hắn cũng luôn giữ lại thực lực, không muốn trong một trận chiến mà lấy ra toàn bộ át chủ bài. Dù sao, muốn hắn vận dụng đại chiêu chính thức, đối với bản nguyên của hắn vẫn có chút tổn thương. Thế nhưng mà giờ khác này, trực giác của cường giả nói cho quỷ chi lão tổ biết, phải nghĩ biện pháp giải quyết người này, nếu không rất có thể sẽ có hậu hoạn. Hắn cũng không biết tại sao lại có loại trực giác này, nhưng mà trực giác lại đang nói cho hắn biết như vậy. Cho nên quỷ chi lão tổ bắt đầu chuẩn bị công kích. Mà giờ phút này Giang Trần mặc Vô Cấu Bảo Y cũng đã ẩn nấp tới khu vực mấy trăm mét quanh thân quỷ chi lão tổ, hắn cơ hồ có thể cảm ứng được khí thức của quỷ chi lão tổ. ô, quả nhiên che giấu đủ sâu a. À. giang trần cũng không có phóng thần thức quá phận, mặc dù hắn mặc vô cấu bảo y, không cần lo lắng bị đối phương phát giác. nhưng mà nếu như phóng thần thức quá độ, quá hung hăng càn quấy, như vậy đối phương cũng có thể phát hiện ra được. một khi đối phương phát giác ra, bị hù dọa mà chạy trốn, vậy chẳng khác nào kiếm củi ba năm thiêu một giờ cho dù là giang trần cũng không dám đảm bảo mình ở trong biển thực vật màu xanh lá vô tận này có thể lần nữa đuổi giết được đối phương nếu như đối phương quyết tâm muốn trốn tránh hắn thực sự sẽ rất cố sức cho nên giang trần vô cùng kiên nhẫn đối phó với loại mộc ma thực vật này thủy hỏa chân long tác nhất định không thể dùng tới thần thông của trượng thiên xích cũng không dùng được ở chỗ này ngược lại đại lưu ly quang chản kia cùng với chúng sinh bảo giám có thể phát huy ra được công dụng không tồi đương nhiên Hai kiện bảo vật này Giang Trần chỉ định vận dụng một kiện trong đó. Đối phó với mộc ma nhất mạch, có một kiện bảo vật lại vô cùng thích hợp. Đó chính là nguyên tử kim sơn. Nguyên tử kim sơn ẩn chứa kim duệ chi lực sắc bén vô cùng và nguyên tử chi lực. Kim duệ chi lực đúng là bảo vật tốt nhất khắc chế đám mộc ma thực vật này. Nguyên tử kim sơn, đại lưu ly quang trản. Đây là tổ hợp pháp bảo cuối cùng sau khi Giang Trần lựa chọn. Đại lưu ly quang trản có thể ra chỉ công kích kim duệ chi lực đại lưu ly li quang chản kia cũng có thể lập tức tập trung thần thức đối phương, làm cho thần thức đối phương trong thời gian ngắn mơ hồ, làm cho Giang Trần có thời gian chuẩn bị sung túc thu thập đối phương. Trong lúc đó, một đạo kim quang xé rách hư không, nguyên tử kim sơn không hề có dấu hiệu bay ra, kim quang lóe lên đã tạo thành một ngọn núi lớn màu vàng đứng sừng sướng ở hư không. Kim quang cường đại bắn ra, đem hư không vài trăm dặm chung quanh bao phủ toàn bộ vào bên trong. Trên nguyên tử kim sơn, vô số nguyên tử phong bạo cuồn cuộn khuếch tán ra chung quanh, đem tất cả mộc ma thực vợ chung quanh không ngừng đẩy ra bên âm ngoài. Mà nguyên từ kim sơn, quang mang màu vàng hóa thành hình dạng các loại thần binh lợi khí, giống như vạn tiến cùng bắn, bắn về phía khu vực hạch tâm. Cùng lúc đó pháp thân giang trần nhảy ra khỏi hư không, tay khẽ vỗ, thần quang của đại lưu ly quang chản cũng thúc giục theo, gắt gao bao phủ phiến hư không kia. Phiến hư không kia, mộc ma thực vật giết gào, giống như vô số hung linh thượng cổ bị nhốt, biên cuồng giết gào, ý đồ dẫy dụa thoát khỏi. Mà quỷ chi lão tổ kia giờ phút này cũng không có cách nào trốn tránh nữa, pháp thân nhoáng lên, hung hăng nhảy ra. Quỷ chi lão tổ cầm trong tay một cái trượng màu xanh lá, dâu tóc trên người bị cương khí làm ảnh hưởng, toàn bộ đều vỉnh lên, vô cùng quỷ dị. Hai mắt xanh mơn mởn, giống như hai đạo u hỏa. Miệng hắn nói lầm bẩm phía trước cây trượng màu xanh lá kia lập tức có sương mù lượn lờ, sương mù đỏ mọi màu sắc lan tràn ra hư không. chương 3506, quỷ chi đền tội những mộc ma thực vật kia vốn bị nguyên từ chi lực ép cho không thể ngẩng đầu nhưng mà khi những sương mù kia tản ra tới những mộc ma thực vật này không ngờ lại bất khuất ngẩng đầu lên giống như những sương mù này lần nữa giao phó ý chí chiến đấu cho chúng vậy mộc ma thực vật lúc này giống như sống lại không đơn thuần là ở gần đó mộc ma thực vật từ bốn phương tám hướng giống như nhận được triệu hoán nhao nhao lao về phía bên này không ngừng bổ nhào về phía giang trần ở trên không trung ánh mắt giang trần lạnh lùng hắn biết rõ đối phương đang vùng vẫy dẫy chết miệng hừ nhẹ một tiếng, tay đánh ra một đạo pháp ấn, đánh lên trên mặt nguyên tử Kim Sơn. Nguyên tử Kim Sơn được pháp ấn này thúc giục, hình thái lần nữa xuất hiện biến hóa cực lớn. Kim quang bên ngoài lập tức càng thêm sáng chói, càng thêm sinh động, nguyên tử phong bạo cuồn cuộn, lập tức tăng lên gấp đôi. Mà trong nguyên tử Kim Sơn, dưới sự triệu hoán của Giang Trần, vô số kim qua ma quái cũng nhao nhao xuất hiện, điên cuồng, dũng mãnh tiến ra, tạo thành một đại quân kim duệ mạnh mẽ kéo về phía một ma thực vật đang tàn sát bừa bãi kia thuộc tính ngũ hành, tương sinh tương khắc, mà kim thuộc tính đối với mộc thuộc tính là nói là thuộc tính tương khắc. Những kim qua ma quái này tạo thành thủy triều màu vàng, tạo thành trùng kích rất lớn với đám mộc ma thực vật kia. Nhìn qua từng phiến mộc ma thực vật không ngừng ngã xuống, trong lòng quỷ chi lão tổ kia cũng nhỏ máu, hai mắt đỏ hồng, nhìn chầm chầm vào giang trần. Trong lúc đo, ép trong đầu quỷ chi lão tổ hiện lên một cái tên. Hắn nhớ tới một người, ngươi, chẳng lẽ ngươi là, là giang trần tiểu tử kia thanh âm của quỷ chi lão tổ có chút run run, trong lòng đột nhiên trầm xuống. Hắn tuyệt đối không thể tưởng tượng được mình lại bị Giang Trần nhìn chằm chằm vào. Trong khoảng thời gian này, một ít tin đồn về các mạch khác trong ma tộc thoáng cái truyền tới thức hải quỷ chi lão tổ hắn, làm cho tự tin trong lòng hắn xuất hiện vết dạn. Giang Trần cười nhạt một tiếng, thờ ơ đối với phản ứng của quỷ chi lão tổ. Hiện tại trong đầu hắn chỉ có một ý niệm, đó chính là kết liễu đối thủ. Mà lúc này là thời khắc tuyệt hảo nhất kim qua ma quái tạo thành áp chế đối với một ma thực vật mà nguyên tử phong bạo đang từng bước phá vỡ phòng ngự của quỷ chi lão tổ này đáng chú ý nhất là giờ phút này đại lưu ly li quang tràn quang mang tràn ngập thánh khiết của nó đã triệt để tập trung vào quỷ chi lão tổ đại lưu ly li quang tràn thần thánh đột nhiên xuất hiện bên người quỷ chi lão tổ toàn thân quỷ chi lão tổ run lên giống như là điện giật xuất thần trong dây lát có dây lát thất thần này thoáng cái khiến cho phòng ngự của quỷ chi lão tổ được mở ra Nguyên tử phong bạo tựa như một con hung thú đói khát từ thượng cổ, siêu một tiếng lập tức triệt để thôn về quỷ chi lão tổ. Quỷ chi lão tổ thậm chí còn chưa kịp phản ứng đã bị nguyên tử phong bạo thôn phệ. Nguyên tử phong bạo thông phệ, đồng thời kim duệ chi lực đáng sợ lập tức ở trong nguyên tử phong bạo tỏa thành ngàn vạn đạo lực xoắn, đem pháp thân của quỷ chi lão tổ kia xoắn thành cặn bã. Tất cả chuyện này chỉ hoàn thành trong giây lát mà thôi. Từ lúc quỷ chi lão tổ kia thất thần cho tới lúc vẫn là cơ hồ là chuyện trong một hô hấp, mặc dù hắn có phản ứng nhanh, nhưng mà còn chưa kịp làm ra chống cự gì đó đã âm thầm lặng lẽ vẫn lạc. Quỷ chi lão tổ vẫn lạc, căn cơ điều khiển những mộc ma thực vật này cũng bị phá hủy theo. Mộc ma thực vật bốn phía thoáng cái sức chiến đấu giảm đi nhiều. Mà những thực vật được quỷ chi lão tổ ma hóa, cũng chậm rãi mất đi ma lực, giống như xương phủ lên quả cà, hình thành bắt đầu xuất hiện biến hóa, dần dần khôi phục diện mạo như trước, ỉu xìu, không có một chút lực lượng nào. Mà những mộc ma thực vật kia, mất đi điều khiển, cũng giống như quần long vô thủ, mất đi phương hướng, mất đi sự hung hãn vốn có. Giang Trần thở dài một hơi, thu đại lưu ly li quang trản, đồng thời cũng thu nguyên từ kim sơn. Thân thể nhẹ như lông ngỗng, đáp xuống một chỗ trống bên dưới. Mà An Già Diệp cũng đúng lúc đáp xuống. An Già Diệp nhìn thấy Giang Trần, vẻ mặt vui mừng, nói. Trần Thiếu, quả nhiên ngươi tới rồi, ta biết ngay ngươi sẽ chạy tới a. À. Giang Trần nhìn thấy An Già Diệp đơn thương độc mã tìm kiếm một ma lão tổ quyết chiến, đối với phẩm hạnh của người này vô cùng thưởng thức. Hắn lập tức tán thưởng nói, lần này vất vả cho thần tôn rồi, nói ra thật xấu hổ, ta so với thần tôn còn tới đây sớm hơn. Nhưng mà vẫn không có liên hệ với thần tôn, lại nói, quả thực chẳng khác nào lợi dụng người. Ha ha, muốn tiêu diệt ma tộc tự nhiên không thể tuân theo lẽ thường. Người làm như vậy là chính xác, nếu như như vậy cũng nói là lợi dụng thì an mố càng hy vọng mỗi ngày đều bị ngươi lợi dụng. Có thể diệt sát một lão tổ mộc ma nhất mạch, Đối với An Già Diệp mà nói, tự nhiên là một chuyện vô cùng vui sướng, tự nhiên hắn vô cùng thích thú muốn có lần sau. Tuy rằng hắn không có trực tiếp giết chết Quỷ Tri lão tổ, nhưng mà trận chiến này hắn tham dự rất nhiều, công lao trong đó cũng rất khó bỏ qua được hắn. Cũng không phải hắn quan tâm tới công lao, mà là cảm thấy chém giết với ma tộc, quả nhiên là kích thích, mà mình không ngờ cũng có thể quần nhau với ma tộc. Chỉ có trải qua mới biết được ma tộc cũng không phải đáng sợ như vậy. Sở dĩ ma tộc được nâng lên kỳ diệu như vậy, trừ bản thân ma tộc quả thực nhanh nhẹn dũng mãnh ra, nhiều khi cũng xuất phát từ tâm lý sợ hãi của tu sĩ nhân tộc, đề cao sức chiến đấu của ma tộc quá độ. Giang Trần diệt quỷ chi lão tổ, lại ở chung quanh tìm kiếm một lát. Quỷ chi lão tổ điều khiển thực vật, nhất định là có bí bảo điều khiển thực vật A. Tuy rằng diệt quỷ chi lão tổ, nhưng mà pháp bảo bí bảo của quỷ chi lão tổ này tất nhiên sẽ không mất đi được. Giang Trần tìm được nhẫn chữ vật của quỷ chi lão tổ, lợi dụng thần thông mạnh mẽ phá giải, phá phong ấn bên ngoài nhẫn chữ vật của quỷ chi lão tổ. Bên trong quả nhiên có bảo vật, còn có một quyển sách nói về việc điều khiển thực vật. Về phần những vật khác Giang Trần không có bao nhiêu hứng thú, hắn trực tiếp ném nhẫn chữ vật cho An Giả Diệp. Người gặp có phần, những thứ này coi như cho người. Trong nhẫn chữ vật tự nhiên không chỉ có hai kiện đồ vật mà Giang Trần lấy. Với tư cách là một lão tổ thần đạo, quỷ chi lão tổ quả thực có rất nhiều thứ tốt. Rất nhiều tài nguyên tu luyện cũng đủ để nhìn thấy quỷ chi lão tổ này trong mộc ma nhất mạch, sau khi chiếm giữ cửu u thánh địa và chân vũ thánh địa cũng chiếm món lời không nhỏ an già diệp cũng không ngờ tới gian trần lại rộng rãi như vậy chẳng những không có bỏ qua công lao của hắn mà còn ban thưởng cũng không ít trần thiếu mà đầu kia vừa chết những mộc ma thực vật này có lẽ không tạo thành uy hiếp quá lớn a an già diệp nói mộc ma thực vật đối với tu sĩ cao cấp mà nói uy hiếp vốn không lớn hắn giả thần giả quỷ như vậy kỳ thực là nhằm vào tu sĩ cấp thấp đây cũng là nguyên nhân mà Mộc Ma Nhất Mạch có thể chiếm được cửu U Thánh Địa và chân Vũ Thánh Địa. Thủ đoạn của hắn tương đối đặc biệt, nhưng mà người này đã chết, uy hiếp của Mộc Ma thực vật có lẽ không thành vấn đề nữa. An Già Diệp nói ngắn gọn, đem tình huống hiện tại của Vĩnh Hằng Thánh Địa Đại Khái nói cho Giang Trần một phen. Đối với hiện trạng của Vĩnh Hằng Thánh Địa hiện tại, Giang Trần kỳ thực đã sớm có phỏng đo na. Nghe lời An Già Diệp nói, kỳ thực cũng không quá mức cảm thấy ngoài ý muốn chương 3507, hạ một mục tiêu. Tiêu diệt quỷ chi lão tổ, chỉ là một khâu trong chuỗi công kích mộc ma nhất mạch của Giang Trần mà thôi. Mục tiêu của hắn không đơn thuần là chu sát quỷ chi lão tổ. Giống như tất cả các mạch khác của ma tộc, mộc ma nhất mạch cũng có hai lão tổ. Giang Trần tự nhiên đã nghe ngóng rõ ràng, mộc ma nhất mạch còn có một vị lão tổ thần đạo tu vi còn mạnh hơn quỷ chi lão tổ này, am hiểu mộc ma cổ trùng, cùng với dụng độc. Không thể không nói, có lẽ vương ban lão tổ kia còn khó giải quyết hơn quỷ chi lão tổ này nhiều. Đương nhiên trong lòng Giang Trần tràn ngập tin tưởng, tu vi hắn tới một bước này, cảnh giới thần đạo trung dai, trừ một số ít mấy cự đầu mạnh mẽ của ma tộc ra, những lão tổ ma tộc khác, hắn thực sự có nắm chắc đối kháng, thậm chí còn nắm chắc chiến thắng đối phương. Nói cho cùng, đây là so đấu thực là trí tuệ. Những lão tổ ma tộc này tuy rằng từng người đều vô cùng khó chơi, nhưng mà đó cũng chỉ nói với những tu sĩ nhân tộc khác mà thôi đối với giang trần mà nói chưa hẳn đã như vậy át chủ bài trên người giang trần lực lượng trên người hắn so với những lão tổ ma tộc này kỳ thực đã ở thế thượng phong một điểm trí mạng nhất chính là giang trần đối với đặc điểm tất cả các mạch của ma tộc đều vô cùng quen thuộc có nghiên cứu rất cẩn thận hắn chưa bao giờ đánh một trận chiến mà chưa chuẩn bị muốn đánh cũng phải tính trước rồi làm sao cường giả giao thủ biết mình biết người chẳng khác nào là chiếm ưu thế tình huống bây giờ cũng vậy ma tộc hiểu về giang trần chỉ dừng lại một ít tư liệu mà thôi, một ít chi tiết tỉ mỉ. suốt cuộc giang trần có bao nhiêu át chủ bài, có thực lực như thế nào, ma tộc luôn không thể nào nói rõ được. cho nên tất cả lão tổ các mạch trong ma tộc cũng biết người trẻ tuổi giang trần kia chính là cái họa trong mắt ma tộc. nhưng mà chính thức coi người trẻ tuổi như giang trần là cái họa lớn nhất cơ hồ không có ai. dù sao bằng vào tuổi này, tuổi còn rơi trẻ, trong mắt cường giả ma tộc mà nói, tu sĩ tuổi này nhiều lắm chỉ có chút tiềm lực bất phàm có lẽ còn chưa đủ để chuyển hóa thành sức chiến đấu tức thời. Chỉ tiếc những tu sĩ ma tộc này đã đánh giá thấp Giang Trần. Mục tiêu tiếp theo, Vương Ban lão tổ, đối với An Già Diệp, Giang Trần cũng không có dấu diếm gì mà ngưng trọng nói. Chúng ta không còn nhiều thời gian cho lắm, hiện tại phải tiêu diệt Vương Ban lão tổ này trong vòng mấy ngày. Đả kích Mộc Ma nhất mạch, tranh thủ tiêu diệt Mộc Ma nhất mạch, gạt bỏ một cánh chim của ma tộc. Thời gian không còn nhiều lắm, sao lại nói vậy? An Già Diệp có chút hoài nghi hỏi, Giang Trần cũng không chậm trễ mà đem tin tức đại quân ma tộc sắp tiến vào chiếm giữ Vạn Nguyên đảo nói cho An Già Diệp nghe một lần. Vẻ mặt An Già Diệp âm tình bất định, ngực phập phồng, trầm giọng nói: "Không phải nói ma kiếp mới bộc phát sao? Ma tộc cũng cần thời gian khôi phục nguyên khí sao? Lúc này mới mấy năm qua đi chứ? Ma tộc đã triệt để khôi phục nguyên khí thượng cổ hay sao? Hơn nữa đại quân bọn chúng tiếp cận Vạn Nguyên đảo, chẳng lẽ định quyết chiến với chúng ta ở Vạn Nguyên đảo hay sao?" khôi phục nguyên khí thượng cổ không có mấy trăm năm cũng không đủ tài nguyên cung ứng, đâu có khả năng khôi phục thực lực đỉnh phong thời kỳ thượng cổ. Giang Trần cười nhạt một tiếng, nhưng mà ta có thể khẳng định, mà tộc rốt cuộc cũng không khôi phục thực lực đỉnh phong thời thượng cổ. Nhìn thấy Giang Trần khẳng định như vậy, An Già Diệp tự nhiên cảm thấy có chút kỳ quái. Dùng lý giải của hắn về Giang Trần, Giang Trần cũng không phải là một người thích nói ẩu. Hắn đã nói như vậy tự nhiên có nguyên nhân, tràn thiếu, vì sao ma tộc không khôi phục tới thực lực đỉnh phong vậy chẳng lẽ cuộc chiến thượng cổ khiến cho bọn chúng bị ảnh hưởng cực lớn sao cuộc chiến thượng cổ bọn chúng bị phong ấn cửu tử nhất sinh tiêu hao tự nhiên là cực lớn mặc dù thoát khỏi phong ấn nhưng thực lực bọn chúng không có mấy trăm năm an dưỡng cũng không khôi phục được mặc dù có mấy trăm năm an dưỡng nhân thủ ma tộc trong trận chiến thượng cổ cũng tốt thất thảm trọng tu sĩ cao cấp trong ma tộc rất khó bị giết chết cho nên mới bị phong ấn nhưng mà tu sĩ cấp thấp của ma tộc trong lúc giao thủ với nhân tộc chúng ta cũng bị chết, tổn thương không ít. Cho nên thực lực ma tộc cũng giảm bớt đi nhiều, mà ma tộc tha hương đã lâu, trừ khôi lỗi nô dịch ra, tốc độ sinh sôi nảy nở huyết mạch ma tộc bọn họ hiển nhiên không thể nào theo kịp được. Đây là nguyên nhân khách quan mà Giang Trần cho là đúng nhất. Hiển nhiên Giang Trần còn chưa nói hết, chỉ là trên mặt hắn nở nụ cười quỷ dị. Mấu chốt nhất chính là, đoạn đường này ta tới đây đã phá không ít. Cùng Kim Ma nhất mạch giao thủ, trừ kim khiếu lão tổ ra những chủ lực kim ma nhất mạch cơ hồ toàn quân bị diệt. Lợi dụng mâu thuẫn giữa cự ma nhất mạch và yêu ma nhất mạch, lại tiêu diệt chủ lực hai mạch này. Đúng rồi, sau đó dẫn xà xuất động, tiêu diệt hai vị lão tổ của hỏa ma nhất mạch, thuận tay lại làm thịt hai vị lão tổ của rực ma nhất mạch. Tăng thêm quỷ chi lão tổ này, những ngày qua, lão tổ ma tộc bị chúng ta tiêu diệt cũng không ít. Tin rằng thiên ma nhất mạch hiện tại cũng đã đứng ngồi không yên rồi. Đây mới là mấu chốt trong lời nói của Giang Trần. Thế lực ma tộc ở Vạn Nguyên đảo đã bị Giang Trần đả kích toàn bộ, chết, tổn thương vô cùng thảm trọng, đối với ma tộc mà nói, tổn thất có thể nói đã tới tình trạng vô cùng khoa trương. Tuy rằng Giang Trần không biết ma tộc rốt cuộc có bao nhiêu đội ngũ, nhưng mà ở Vạn Nguyên đảo tiêu diệt nhiều lão tổ ma tộc như vậy, chuyện này cũng không tồi. Số lượng lão tổ thần đạo của ma tộc cũng có hạn. Ở Vạn Nguyên đảo chết nhiều như vậy, thực lực chỉnh thể của ma tộc nhất định sẽ hao tổn trên phạm vi lớn. An Già Diệp có cảm giác như mình đang nghe chuyện thần thoại vậy. Nghe tới si ngốc Mãi một lúc lâu cũng không thể nói thành lời Hiển nhiên hắn đã bị chiến tích của Giang Trần làm cho chấn động Một loạt trận chiến Giang Trần có thể nói là liên tiếp chiến 5-6 trận Toàn thắng Quả thực là đệ nhất khắc tinh của ma tộc A Trần thiếu Việc này không nên chậm trễ Chúng ta mau chóng đi tới vây quét vương ban lão tổ kia Nói không chừng vương ban lão tổ này so với quỷ chi lão tổ này còn khó đối phó hơn A An Già Diệp cũng có chút nôn nóng nói Đúng vậy luận tu vi có lẽ vương ban lão tổ kia cao hơn một bậc. Nhưng mà luận năng lực ẩn thân, vẫn là quỷ chi lão tổ tốt hơn. Chỉ cần vương ban lão tổ kia không né tránh, tự nhiên ta có biện pháp đối phó với hắn. Hiện tại tuyệt đối không phải Giang Trần nói huynh hoang. Lúc trước hắn ra tay với quỷ chi lão tổ, thậm chí còn không chịu hoán ra tứ đại thần thú. Át chủ bài như vậy, đây mới là át chủ bài mà Giang Trần coi trọng nhất. Hắn tự hỏi, vương ban lão tổ khó đối phó, chủ yếu vẫn là Mộc ma cổ trùng khó đối phó dưới gầm trời này người duy nhất không sợ toàn bộ mộc ma cổ trùng vừa vặn lại là giang trần lúc này vương ban lão tổ cũng không hề do dự chuẩn bị một hơi chiếm giữ vĩnh hằng thánh địa có mộc ma thực vật của quỷ chi lão tổ kiềm chế những mộc ma cổ trùng đô vương ban lão tổ hắn phái ra lan tràn quy mô lớn sức chống cự gặp phải quả nhiên nhỏ hơn rất nhiều vương ban lão tổ cơ hồ có thể nhìn thấy đạo thống của vĩnh hằng thánh địa quả thực sắp tới tay hắn dễ dàng nhưng mà loại cảm xúc này của hắn cũng không kéo dài quá lâu đột nhiên thần thức của vương ban lão tổ co rút lại một cách khó hiểu một loại cảm giác cực kỳ không tốt làm cho mạch suy nghĩ của hắn dừng lại nghiêm túc suy nghĩ nguyên nhân làm cho thần thức co rút lại vừa rồi